Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 48. Theo tiếng vang Tiêu Phàm quát lên, quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm khí dọc theo phương hướng đặc biệt xoay tròn, ngưng tụ thành một kết giới hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung tâm. Từng đợt tiếng phốc phốc vang lên, mưa tuyết đầy trời đánh vào phía trên kiếm giới tất cả đều vỡ nát ra, nhưng mà bọn chúng cũng không có biến mất, tại hư không lại dung hợp cùng một chỗ, sau đó lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bất hủ kiếm ý, Tiêu Phàm rốt cục chấn kinh, mưa tuyết sinh sinh diệt diệt không ngừng tuần hoàn, không phải là bất hủ chi ý sao? Nguyên bản Tiêu Phàm còn không có đem chỉ thu tuyết đặt ở trong lòng, dù sao, đem hai loại ý chí đến tam trọng không chỉ chỉ thu tuyết có thể làm được, Tiêu Phàm hắn cũng có thể làm được. Thậm chí, Tiêu Phàm tin tưởng bên trong Thánh Thành Bát Tuấn, khẳng định cũng có người có thể làm được. Nhưng nếu như lĩnh ngộ ba loại ý chí thì sao? Tiêu Phàm dám tin tưởng, dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng đoán chừng không ai có thể đạt đến một bước này. Hơn nữa, chỉ thu tuyết đem bất hủ kiếm ý cũng lĩnh ngộ được tam trọng, uy lực ba loại tam trọng ý chí đã không kém gì một loại tứ trọng ý chí. Ba loại tam trọng ý chí liên hợp lại uy lực tuyệt đối đáng sợ, thậm chí so với chiến đế đỉnh phong bình thường đều đáng sợ hơn. Bởi vì xung quanh hắn mưa tuyết bay tán loạn, nói theo một ý nghĩa nào đó đã ẩn chứa thiên địa chi lực, Tiêu Phàm cũng phải dùng kiếm văn mới có thể ngăn cản được. Chỉ thu tuyết, danh tự làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi nói, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt sáng quắc nhìn chỉ thu tuyết nói, Nam vực đại bỉ sơ tuyển có tam đại chuẩn đế, chỉ thu tuyết, công tôn kiếm cùng lôi thương hải, ngươi chính là chỉ thu tuyết. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, công tôn kiếm cùng lôi thương hải đều chết ở trong tay hắn. Hai người mặc dù danh xưng trong ba người mạnh nhất trẻ tuổi một đời Nam vực cửu đại đế triều, nhưng cùng chỉ thu tuyết so ra lại là chênh lệch quá lớn. Nếu như chỉ là công tôn kiếm cùng lôi thương hải thực lực như thế, Tiêu Phàm tùy tiện liền có thể đòi mạng hắn, sao có thể khiến Tiêu Phàm biệt khuất như thế? Hiện tại biết rõ cũng muộn, người vẫn phải chết. Chỉ thu tuyết băng lãnh cười một tiếng, sát ý càng ngày càng đậm. Hắn ở chỗ này ngẫu nhiên nhìn thấy U Minh thần hoa, muốn chờ nó thành thục liền ngắt lấy, nào nghĩ đến hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, U Minh thần hoa đã rơi vào trong tay Tiêu Phàm, chỉ thu tuyết tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ở trong mắt người khác Tiêu Phàm sớm đã là đại danh từ sợ hãi, nhưng chỉ thu tuyết hắn nhìn đến cũng không gì. Bởi vì hắn tự tin, sự tích Tiêu Phàm những ngày qua, hắn cũng có thể làm đến, chỉ là hắn làm người tương đối ít nổi danh mà thôi. Ta ý là, bọn hắn đều là chết trong tay ta. Nếu như lại đem ngươi làm thịt, cái gọi là tam đại chuẩn đế liền đủ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Chết đi, chỉ thu tuyết tức giận, trường kiếm vũ động, kiếm khí càng ngày càng lăng lệ, chạm phía trên bất hủ kiếm giới khiến bất hủ kiếm giới cũng hơi rung động một cái. Mưa tuyết lợi kiếm đáng sợ răng đầy hư không, sắc bén tới cực điểm, lôi xé hư không. Sở Phiền nhìn thấy một màn này liền hít một hơi lạnh. May mắn là hắn bây giờ còn là trạng thái hồn hóa, những lợi kiếm kia thổi qua trên người hắn, hoàn toàn không làm gì được hắn. Ta muốn đột phá, đột phá. Sở Phiền vũ động nắm tay nhỏ, bắt đầu tiếp tục hấp thu hồn lực bốn phía. Tiêu Phàm, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Lời như vậy, vậy ngươi có thể chết. Chỉ thu tuyết khẽ cười một tiếng, xuất thủ bình tĩnh mà thong dong. Có thể làm cho Tiêu Phàm không có bất luận sức hoàn thủ. Chỉ thu tuyết hắn cũng đủ tự ngạo. Không thể không nói, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, trừ Lâu Ngạo Thiên, người cũng không tồi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, thực lực này mà muốn giết ta, người xác định không phải đang nằm mơ. Nói xong câu đó, khóe miệng Tiêu Phàm đột nhiên dương lên, quanh thân bỗng phóng quang mang màu vàng kim nhạt, bất hủ kiếm giới tiêu thất trong hư không. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên lăng không đạp mạnh. Hư không đều rất giống như bị hắn dẫm nát, thân thể càng như sao băng bắn ra, nhào về phía chỉ thu tuyết. Đinh đinh đang đang kiếm khí mưa tuyết đầy trời đánh vào trên người Tiêu Phàm, vậy mà phát ra thanh âm hạt mưa rơi trên kim loại, thân thể Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có thể, chỉ thu tuyết trợn tròn mắt, nhục thân này cũng quá khủng bố rồi, ngay cả thiên địa chi lực đều không tổn thương được. Trong chớp nhoáng. Tự tin của chỉ thu tuyết bị Tiêu Phàm nghiền nát, thực lực Tiêu Phàm nghiễm nhiên vượt qua hắn tưởng tượng.
Hắn không biết là Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân đã đạt tới tam trọng, nhục thân có thể so với cửu phẩm hồn binh, mặt khác U Linh chiến hồn cùng tu la huyết mạch hòa làm một thể, càng làm cho nhục thân Tiêu Phàm đạt tới cực hạn chiến đế cảnh. Đừng nói chỉ Thu Tuyết thi triển một chút thiên địa chi lực, cho dù hắn có thể sử dụng thiên địa chi lực mạnh hơn mấy lần thì có làm sao. Giờ phút này, trong lòng chỉ Thu Tuyết chỉ có một chữ để hình dung Tiêu Phàm, chính là quái vật. Tiêu Phàm mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng chấn động vô cùng, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển sức mạnh thân thể. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước người chỉ Thu Tuyết, hồn lực tràn vào bàn thạch thánh kiếm. Bàn thạch thánh kiếm đột nhiên biến lớn, đây chính là chỗ đặc thù cửu phẩm hồn binh, có thể biến hóa lớn nhỏ. Tiêu Phàm giơ lên cao bàn thạch thánh kiếm dài 1-2 trượng hướng thẳng đến chỉ Thu Tuyết đập xuống. Kiếm đạo! Ta là vương, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bàn thạch thánh kiếm quang mang hừng hực tựa như kích phát toàn bộ lực lượng. Chỉ Thu Tuyết chỉ cảm giác mình bị một đầu man hoang quái thú tiếp cận, phía trên bàn thạch thánh kiếm bộc phát cỗ lực lượng nặng nề cho hắn một loại áp lực cực lớn, tựa như một quả lưu tinh đang đập xuống. Trong chớp nhoáng, chỉ Thu Tuyết cảm giác tim của mình cũng nhảy lên đến cuống họng, nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, lách mình liền hướng lối đi phía sau đi. Một tiếng vang thật lớn, bàn thạch thánh kiếm hung hăng nện xuống, đụng phía trên mặt đất, đất đá tung tóe, đốm lửa bắn tứ tung, một cỗ hồn lực bạo động ba động trực tiếp đem chỉ Thu Tuyết đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu ra. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, cánh tay tê dại một hồi, thân thể tại hư không xoay người, bàn thạch thánh kiếm thu nhỏ, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà mẹ nó, mặt đất này cũng quá cứng rồi. Tiêu Phàm nói tục, lấy thực lực hắn dùng cửu phẩm hồn binh vậy mà trên mặt đất chỉ lưu lại một dấu vết mờ mờ. Tiêu Phàm, ta sẽ không để yên cho ngươi. Một thanh âm phẫn nộ từ lối đi phía trước truyền đến. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện chỉ Thu Tuyết đã không thấy tăm hơi, điểm đỏ trên ngọc bài đang nhanh chóng đi xa. Chạy, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, sau đó dư quang đột nhiên bị mặt đất phía trước hấp dẫn, nơi đó lít nha lít nhít đường vân. Đi vào xem xét, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện đó lại là một cự thạch đầy đường vân, vừa nãy hắn cho rằng bản thân lưu lại dấu vết trên mặt đất, cũng chỉ là đường vân phía trên mà thôi. Nói cách khác, hắn vừa đánh bay chỉ là thứ phía trên cự thạch, mà cự thạch lại không có chút tổn hao nào. Trong lòng Tiêu Phàm dâng lên một loại cảm giác thất bại rất lớn, hắn không cách nào tưởng tượng cự thạch đến cùng cứng rắn đến cỡ nào. Chờ đã, những thứ này là hồn văn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn, đột nhiên phát hiện cái gì. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn, ánh mắt tỏa sáng, khi tâm thần dẫn hắn ra vô tận chiến điển lại phát hiện, những đường vân này tựa như sống lại. Thực sự là hồn văn, hơn nữa hồn văn rất không đơn giản. Kích động, Tiêu Phàm lại cầm bàn thạch thánh kiếm trong tay từng cái chém lên trên đá lớn. Sau một lát, mặt đất bộc lộ ra một khối thạch bi dài 9 trượng. Rộng 6 trượng. Tiêu Phàm không biết tấm bia đá này là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được phía trên tản ra một loại lực lượng nặng nề. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, tựa như sâu kiến đứng ở phía dưới thiên không, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tấm bia đá này có vẻ như không đơn giản hơn thiên cơ đồ. Tiêu Phàm đánh giá thạch bi, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Những hồn văn đó hắn nhìn hiểu không nhiều lắm. Nhưng từ một chút đường vân đơn giản cũng đại khái có thể đoán được tấm bia đá này là dùng để làm gì. Chính là phong ấn, không sai, đường vân phía trên thạch bi chính là dùng để phong ấn lực lượng nào đó, liên tưởng đến phía dưới ngũ hành phong ấn, Tiêu Phàm càng thêm khẳng định. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ hai thành hồn văn bên trên tấm bia đá, có lẽ ta liền có thể đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó Tiêu Phàm tìm một khối đá. Tốn mấy một chút thời gian điêu khắc ra một kiện không gian hồn binh đơn giản, đem U Minh thần hoa cùng bàn thạch thánh kiếm thu nhập trong đó. Chỉ Thu Tuyết còn ở chỗ này, vòng thứ hai hẳn chưa có kết thúc, muốn lĩnh ngộ những hồn văn trong thời gian ngắn là không có khả năng, nhưng ta trước tiên thu những thứ này lại. Tiêu Phàm nhìn thạch bi to lớn, chỉ cần là hồn văn, hắn liền không nguyện ý bỏ qua. Tiếp theo một đoạn thời gian, tâm thần Tiêu Phàm liền đắm chìm trong hồn văn. Mặc dù hắn cũng rất muốn đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ, nhưng trong lòng hắn,
hồn điêu sư đột phá cấp truyền kỳ càng trọng yếu hơn. Nơi xa, trên người Sở Phiền truyền đến từng đợt thanh âm long long, khí tức hắn liên tục tăng lên, đã đột phá đến chiến đế hậu kỳ, hơn nữa còn không có xu thế dừng lại. Hồn lực bên trong thông đạo thực sự quá nồng nặc, nơi U Minh thần hoa có thể sinh trưởng, tự nhiên bất phàm. Cũng đúng lúc này, U Minh quỷ quật lại náo động. Tiêu Phàm không phải chết sao? Rớt xuống U Minh thâm giản cho tới bây giờ không có ai sống sót, hắn làm sao còn sống? Không biết, nghe nói có người nhìn thấy hắn, hơn nữa, Tiêu Phàm còn được một gốc U Minh thần hoa trong truyền thuyết, đây chính là thần dược có thể khởi tử hồi sinh. Người cũng tin, toàn nói xạo, đại bộ phận thông đạo liền hồn lực đều hết sức mỏng manh, đừng nói có thần phẩm thần dược, ngay cả cỏ dại muốn sinh trưởng đều hết sức gian nan, ta xem rõ ràng có người cố ý hãm hại Tiêu Phàm. Quả thật có khả năng, bất quá cũng không có lửa thì sao có khói, chí ít, những đại gia tộc đoán chừng thà tin là có, không thể tin là không. Tiêu Phàm dù không chết, đoán chừng cũng phải mất lớp da. Đừng quản nhiều như vậy, vẫn nhanh chóng rời nơi này đi, 11 ngày không được ra ngoài, đời này cũng đừng hòng ra ngoài. U Minh quỷ quật bốn phía đều đang nghị luận sự tình Tiêu Phàm được U Minh thần hoa, nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bên trong một đầu u sâm thông đạo, Chỉ Thu Tuyết ngồi xếp bằng, thần sắc vô cùng băng lãnh, giọng căm hận nói, Tiêu Phàm, người dám cướp U Minh thần hoa, ta để cho ngươi chết không nơi táng thân. Đại gia tộc Vô Song Thánh Thành đoán chừng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, Chỉ Thu Tuyết đứng dậy, tiếp tục tiến lên. U Minh quỷ quật đâu đâu cũng có thông đạo, như một cái mê cung to lớn, nơi này thập phần quỷ dị. Thông đạo trong lòng đất lại không có bất luận tia sáng nào. Nhưng mà bốn phía vách đá U Minh quỷ quật lại tản ra u quang nhàn nhạt, miễn cưỡng có thể làm cho người thấy rõ tất cả xung quanh. Mặt khác, hồn lực chỉ có thể kéo dài 5-6 trượng, muốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, trong này có một loại lực lượng quỷ dị bao phủ tất cả mọi người, không cẩn thận liền khiến người phát cuồng, một khi tâm trí không vững rất có thể triệt để mê thất vào trong đó, biến thành một người điên. Người một khi bị điên, liền bắt đầu giết chóc bốn phía, vòng thứ hai thi đấu phần lớn người tử vong đều là chết trong tay những tu sĩ nổi điên, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ một chút sinh linh khác, chỉ là tình huống này tương đối ít. Thoáng cái lại qua 3 ngày, cách kỳ hạn nửa tháng đã chỉ có 1 ngày, mấy ngày lục tục có người thành công rời khỏi U Minh quỷ quật. Cho dù thành công thông qua U Minh quỷ quật, thi đấu vẫn chưa có kết thúc. Bởi vì chỉ có 108 người có thể tấn cấp vòng thứ 3. Thông qua U Minh quỷ quật cũng không ít, cho dù chỉ có 3 thành đó cũng đã có chừng 3.000 người, 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Giờ phút này, 108 tòa đỉnh núi tất cả đều có một đạo thân ảnh, hoặc nhắm mắt dưỡng khí, hoặc ngồi xếp bằng, quỷ dị là, hiện tại yên tĩnh lạ thường, không có người xuất thủ tranh đoạt. Không tới thời gian cuối cùng thì không có người ra tay, dù bọn hắn hiện tại thắng, có thể chiếm cứ một ngọn núi, qua một lúc rất có thể bị những người khác khiêu chiến. Có thể tu luyện tới chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh đều không phải người ngu, bọn hắn đang đợi thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Phía dưới một ngọn núi, Quan Tiểu Thất nhìn chăm chú đỉnh núi, không gấp xuất thủ, ngược lại nhìn về phía Ám Dực bên cạnh nói, Ám Dực, người xác định Tam Ca còn sống. Ta xác định. Ám Dực gật gật đầu, hắn không chỉ có thể cảm ứng Tiêu Phàm còn sống, còn phát hiện bản thân càng ngày càng khó phản kháng cố ý chí này, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm lại mạnh lên. Nhị ca cũng chạy tới, đợi thêm nửa ngày, ta liền xuất thủ. Quan Tiểu Thất nhìn người trên đỉnh núi kia, thần sắc hờ hững. Bên trong thông đạo tối tăm mờ mịt, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong hai con ngươi như có vô số đường vân đang phi xạ, quả thực là thập phần huyền diệu. Đột nhiên có một vệt ánh sáng hướng về một cái thạch đầu bên cạnh bay đi. Điểm sáng trong nháy mắt bao phủ hòn đá nhỏ, sau một lát, hòn đá nhỏ đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, vậy mà biến thành một con bướm mỹ lệ. Con bướm chớp động cánh, hấp thu hồn lực trong không khí, hoàn toàn sống lại, hơn nữa trên người còn tản ra khí tức hồn thú ngũ giai. Điểm thạch thành kim, biến đá thành vàng, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, duỗi tay xuất thủ. Con bướm đứng ở lòng bàn tay hắn, nghiễm nhiên chính là hồn thú ngũ giai. Hồn điêu sư cấp truyền kỳ đã đáng sợ như thế, nếu là hồn điêu sư cấp thủy tổ thì sao?
Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hồn điêu sư cấp tông sư nắm giữ thuật vẽ rồng điểm mắt, hồn điêu sư cấp truyền kỳ nắm giữ thuật biến đá thành vàng, mà hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết lại nắm giữ khả năng giải đậu thành binh. Đạt tới cảnh giới như vậy, tiện tay chính là có một đội hồn điêu đại quân, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Đương nhiên, muốn có được cảnh giới như vậy thì quá mức gian nan, bác lão đều một mực dừng lại ở truyền kỳ cấp đỉnh phong mấy chục năm, không có đột phá đến cảnh giới kia. Tiêu đại ca, người rốt cục tỉnh lại. Lúc này, Sở Phiền hứng thú bừng bừng chạy tới. Người đột phá chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm kinh dị nhìn Sở Phiền, trực tiếp kinh hô ra, sau đó khi hắn cảm nhận được bốn phía biến hóa, khóe miệng có chút co lại. Hồn lực nồng đậm tới cực điểm bên trong thông đạo giờ phút này vậy mà biến mất không còn một mảnh, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết nhất định là bị Sở Phiền hấp thu. Hắn không cách nào tưởng tượng một người như thế nào có thể thôn vệ luyện hóa nhiều hồn lực như vậy. Mặc dù đã sớm biết thiên phú hồn tộc khủng bố nhưng đây cũng quá khủng bố rồi, đơn giản không phải người. Hắn nhớ trước đó Sở Phiền vẫn chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ, nói cho đúng, ngay cả chiến đế cảnh sơ kỳ đều không có chân chính ổn định, nhưng hiện tại, mấy ngày lại tiến đến chiến đế đỉnh phong. Đúng vậy, đáng tiếc hồn lực nơi này vẫn quá ít, bằng không ta tuyệt đối có thể đột phá chiến thánh. Sở Phiền gật đầu, hắn tựa như đối với dạng đột phá này tập mãi thành thói quen. Lòng tự tin Tiêu Phàm nhận đả kích nghiêm trọng, vốn cho là trong vòng 2 năm có thể đột phá đến cảnh giới bây giờ, Tiêu Phàm cũng coi là thiên tài. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, cùng người hồn tộc so sánh, nhất định chính là phế vật, tầm thường. Chẳng lẽ hồn tộc các ngươi không cần lĩnh ngộ ý chí sao? Hồi lâu, Tiêu Phàm mới hỏi một câu, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao người hồn tộc tu vi lại thẳng tắp lên cao. Đương nhiên cần. Bất quá hồn tộc chúng ta chỉ cần hồn lực đạt tới cảnh giới tương ứng, trong nháy mắt sẽ lĩnh ngộ ý chí lực lượng tương ứng. Uy, uy, Tiêu đại ca, ngươi đừng đi, nghe ta nói hết cho ngươi. Sở Phiền một mặt tự ngạo nói, khi hắn quay đầu lại phát hiện Tiêu Phàm đã đi xa. Tiêu Phàm thật sự là không chịu được loại đả kích này, mẹ kiếp, người so với người làm ta tức chết, hồn tộc thiên phú quá biến thái, quả nhiên không hổ là thiên sinh thần tộc. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu có đầy đủ hồn lực để bọn hắn thôn phệ luyện hóa, người hồn tộc phải chăng có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh. Tiêu đại ca, hồn tộc chúng ta am hiểu nhất chính là hồn lực công kích. Tiêu đại ca, hồn lực tu sĩ hồn tộc tuyệt đối là mạnh nhất cùng giai. Sở Phiền hoàn toàn biến thành một kẻ nói nhiều, như có lời không nói hết, Tiêu Phàm nghe đến lỗ tai đều có vết chai. Có im hay không, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Tức giận nói, có bản sự, người biến thành bản thể rồi nói. Chờ Nam vực đại bỉ kết thúc ta liền sẽ biến thành bản thể. Sở Phiền nghe vậy, không khỏi rút rút cổ, hắn không muốn bị những người khác phát hiện. Vậy liền an tĩnh chút cho ta. Tiêu Phàm hung hăng chừng Sở Phiền một cái, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ, lối đi này so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, muốn qua cũng không dễ dàng gì. Không biết có quan hệ cùng hồn văn hay không? Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, bên trong hồn hải vô số hồn lực mô phỏng lấy từng đầu thông đạo, lấy năng lực hắn bây giờ lại là dễ như trở bàn tay. Lúc này, một đường cong hồn văn hết sức phức tạp hiện lên ở bên trong, Tiêu Phàm làm rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Quả nhiên là một bộ hồn văn đồ, dựa theo phương thức hồn văn sắp xếp xem, bên này hẳn là cửa ra. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lối đi phía trước, nhanh chân đi lên. Tiêu đại ca, chờ ta. Sở Phiền quát to một tiếng, cũng không chút do dự cùng đi theo. Vị trí 108 ngọn núi, theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ bắt đầu hướng về các ngọn núi đi vào, đám người càng ngày càng khẩn trương. Chỉ có 6 tòa sơn phong trước đó không có một ai, trên mấy ngọn núi kia chính là Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết, Sở Nhạn Nam, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Lôi Hạo. 6 người này đều là Thánh Thành Bát Tuấn và Tứ Kiều, đại biểu cho thực lực mạnh nhất Nam Vực, những người khác tự nhiên không dám cùng bọn hắn giao thủ. Đương nhiên, còn có mấy ngọn núi trước đó người tương đối ít, chính là đám người Diệp Lâm Trần, Úy Chỉ Triều Giải, muốn khiêu chiến bọn hắn đoán chừng cũng đều không thể. Về phần sơn phong khác, phía dưới mỗi một tòa đều có khoảng 12 người, nhiều tới 45 người, cự ly thời gian nửa tháng càng ngày càng gần.
tất cả mọi người tựa như đang chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Đương, đột nhiên, trong hư không vang lên một trận tiếng chuông vang, thanh âm hùng hậu mà to rõ, quanh quẩn trong hư không, xa xăm kéo dài. Đám người nghe được thanh âm này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, vẻn vẹn trong nháy mắt, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên nở rộ ra, hồn lực ba động giống như là thủy triều tuôn bốn phương tám hướng. Xông lên, có người gầm thét, ra sức hướng về đỉnh núi phóng đi, đồng thời, người ở mỗi tòa đỉnh núi đều chuẩn bị liều mạng, hiển nhiên, cuối cùng đã đến giờ tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Một canh giờ cuối cùng, chỉ cần kiên trì một canh giờ cuối cùng còn có thể đứng sừng sững trên đỉnh núi liền coi như được một cái danh ngạch vòng thứ ba, ta không có ngọc bài, nơi này không thích hợp xuất thủ. Ánh mắt ám rực sáng quắc nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh trên đỉnh núi nói. Yên tâm, một chỗ mà thôi. Thần sắc Quan Tiểu Thất đạm mạc, đối với danh ngạch này nhất định phải được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đừng nói hắn hiện tại đã có đột phá, cho dù vẫn là chiến đế sơ kỳ tham gia Nam vực đại bỉ, hắn cũng tự tin có thể có được một chỗ. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là an nguy Tiêu Phàm và Bàn Tử, chờ lâu như vậy, hai người đều không có xuất hiện, khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhất là Tiêu Phàm rơi vào U Minh Thâm Giản, chính là nơi cho tới bây giờ không ai có thể sống sót đi ra. Hồi lâu, Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, bất quá không có lập tức xuất thủ mà lẳng lặng chờ đợi, cách đó không xa cũng có người không động thủ, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Quan Tiểu Thất. Phía trên một ngọn núi nơi xa đứng đấy một đạo thân ảnh áo bào trắng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định có thể nhận ra, hắn chính là Chỉ Thu Tuyết. Chỉ Thu Tuyết một kiếm vung ra, mỗi một kiếm đều có một người tử vong, những người khác lập tức bị dọa đến vội vàng lui lại, rốt cuộc không ai dám cùng hắn tranh đoạt danh ngạch này. Tiêu Phàm chắc không phải không ra khỏi U Minh Quỷ Quật được đi. Chỉ Thu Tuyết liếc nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Thời gian một canh giờ cũng không dài, thời gian đang từ từ trôi qua, Quan Tiểu Thất cũng rốt cục xuất thủ. Dương cung cài tên, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung rộng lớn bộc phát ra quang mang sáng chói, khi ngón tay vươn ra, siêu một tiếng, hóa thành một vệt sáng xông thẳng đỉnh núi. Ngay lúc đó, hắn đạp không mà lên, đi theo hồn lực chi tiễn bay về phía đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi vừa vặn có mấy người giao chiến, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, mấy người bị dọa đến vội vàng lui lại. Thời khắc lui lại, một đạo mũi tên tại hư không nổ tung, hóa thành vô số mảnh tiễn phóng tới bốn phương tám hướng. Mấy người kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thời khắc chưa tỉnh hồn lại nhìn thấy Quan Tiểu Thất một bộ áo bào xanh đã đạp vào đỉnh núi, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm bọn hắn. Trục nhật cung hiện lên ở đỉnh đầu hắn, ánh lửa sáng rực, chấn nhiếp nhân tâm, mấy người khẽ cắn môi, dứt khoát hướng về sơn phong khác đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, danh ngạch này Quan Tiểu Thất đã bỏ vào trong túi, nhưng hắn lại cao hứng không nổi, còn người u sâm nhìn chằm chằm một chỗ vách đá nơi xa. Phía trên vách đá có vô số thông đạo hướng U Minh Quỷ Quật, ngẫu nhiên có người từ trong đi ra nhưng lại không có Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại sao còn không xuất hiện? Tô Mạch Hàn cầm Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương trong tay đứng lơ lửng trên không, cau mày. Không cần chờ hắn, thời gian còn thừa lại nửa chén trà nhỏ, hắn đoán chừng là không có khả năng xuất hiện, nguyên bản còn muốn xem hắn có phải lấy được một gốc U Minh Thần Hoa hay không. Một tòa đỉnh núi, Sở Nhãn Nam thở dài một hơi nói. Sở Nhãn Nam, Tiêu Phàm hình như không đắc tội ngươi đi. Tô Mạch Hàn khó chịu nhìn Sở Nhãn Nam một cái, âm dương quái khí nói. Sở Nhãn Nam cau mày một cái, vị trí sơn phong mấy người không phải rất xa, lấy thực lực bọn hắn có thể tùy tiện nghe được thanh âm đối phương. Nhìn thấy Tô Mạch Hàn khó chịu với mình, Sở Nhãn Nam khiêu khích nói, làm sao, ngươi còn đem sỉ nhục Tiêu Phàm xem như quang vinh hay sao? Muốn ta cũng cho ngươi mấy cước hay không? Ngươi tự tìm cái chết. Tô Mạch Hàn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, căm tức nhìn Sở Nhãn Nam nói, vòng thứ ba muốn ngươi đẹp mặt. Tùy thời chờ ngươi. Sở Nhãn Nam mặt coi thường, thân làm đệ tam thánh thành bát tuấn, Sở Nhãn Nam nào sẽ đem Tô Mạch Hàn đặt ở trong lòng, hắn đã dự định lưu lại mấy cái dấu chân trên mặt Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa, nếu lấy tính tình hắn trước kia đoán chừng không chút do dự xông lên.
Nhưng từ lần trước bị Tiêu Phàm mấy cước giẫm tỉnh, Tô Mạch Hàn cả người thành thục rất nhiều. Bây giờ cách vòng thứ hai thi đấu chỉ có không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, thật muốn cùng Sở Nhạn Nam đánh, hắn có khả năng bị đào thải. Cách đó không xa, con người Diệp Lâm Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trí U Minh Quỷ Quật, hắn cũng đang đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Tiêu Phàm, nhiều khó khăn như vậy đều ngăn không được ngươi, ngươi tuyệt đối không thể ngã ở chỗ này. Trong lòng Diệp Lâm Trần trầm giọng nói, nếu như ngươi chết ở chỗ này, Diệp Lâm Trần ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nghĩ tới tiểu ma nữ lúc trước khẩn cầu, trong lòng Diệp Lâm Trần liền thập phần khó chịu, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn liền phải tự tay giết chết muội muội mình, đây là lúc trước hắn đáp ứng thỉnh cầu tiểu ma nữ. Giết, danh ngạch này là của ta. Ta nhất định phải vào vòng thứ ba. Chém giết tiếp tục, rất nhiều tu sĩ điên cuồng, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cách vòng thứ ba cũng càng ngày càng gần. Một khi tiến vào vòng thứ ba, chính là có thể trở thành trọng điểm cho chiến hồn điện cùng các đại thế lực vun trồng, tương lai thậm chí có khả năng trở thành một thành viên của chiến thần điện, lần này không liều mạng, chờ đến khi nào. Không thể không nói, Nam vực đại bị tàn khốc, chỉ ít so với Tiêu Phàm tưởng tượng còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Vòng thứ hai có 9.000 người, có thể sống sót đoán chừng sẽ không vượt qua 1.000 người. Giờ phút này, bốn phía 108 ngọn núi huyết phụ tràn ngập, huyết tinh chi khí và khắc nghiệt chi khí nồng đậm tới cực điểm, làm cho người ta có chút không thở nổi. Cũng đúng lúc này, trên vách đá dựng đứng U Minh Quỷ Quật một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên đi ra, ở bên cạnh hắn còn có một người mà những người khác không nhìn thấy, trừ Tiêu Phàm cùng Sở Phiền còn có thể là ai. Sốt cục đi ra. Tiêu Phàm tham lam hít sâu, bên trong U Minh Quỷ Quật tràn ngập khí tức thi thể hư thối, Tiêu Phàm kìm nén một mực không dám hô hấp. Nếu như không phải nửa đường gặp được không ít tu sĩ nổi điên, Tiêu Phàm cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới đi ra. Nhìn thấy nơi xa đại chiến, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, liền nhanh như vậy đánh lên. Tam ca, nhanh, chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm. Chỉ thấy Quan Tiểu Thất lộ ra thần sắc hưng phấn, tại một tòa đỉnh núi khoa tay múa chân. Tiêu Phàm, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện, ha ha. Tô Mạch Hàn cũng kêu lớn nói, thỉnh thoảng khiêu khích nhìn Sở Nhạn Nam một cái. Sở Nhạn Nam ngược lại không có quá mức quan tâm, mà ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, trong lòng nghiêm nghị nói, không biết hắn trên người có U Minh Thần Hoa hay không, nếu có, Sở gia nhất định phải có được. Có lẽ có thể vun trồng ra gốc U Minh Thần Hoa thứ hai. Sở gia thân làm luyện dược thế gia, tự nhiên đối với linh dược cực kỳ cảm thấy hứng thú. Rốt cục xuất hiện, trong lòng Diệp Lâm Trần tự nói một tiếng, cũng buông lỏng một hơi. Mặt khác, còn có thật nhiều người ánh mắt đều tụ tập đến trên người Tiêu Phàm, có mừng rỡ, có phẫn nộ, cũng có sát ý. Nghe được thanh âm Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên. Hướng về một ngọn núi gần nhất phóng đi. Tiêu ma quỷ đến, chạy mau, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bay tới, sợ hãi kêu lên, hướng về nơi xa bỏ chạy, một màn này khiến khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, cướp đoạt một ngọn núi mà thôi, hà tất phải sợ hãi như thế sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, Tiêu Phàm minh bạch tới, nguyên lai vòng thứ hai cũng có thể giết người. Lúc này, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở một tòa đỉnh núi. Híp hai mắt nhìn tu sĩ toàn thân phát run trước mắt, hắn đã sợ hãi Tiêu Phàm, lại không muốn mất đi danh ngạch này, cho nên cũng không có rời đi. Tự mình đi xuống đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một cỗ khí thế đáng sợ như mưa to gió lớn quét sạch mà ra. Tu sĩ trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, thân thể không nghe sai khiến hướng về nơi xa bay đi, hắn lúc này mới phát hiện mình cùng Tiêu Phàm tranh đoạt chính là tự tìm cái chết. Trong lòng hắn may mắn là Tiêu Phàm cũng không có hạ sát thủ. Tiêu Phàm bước ra một bước, xuất hiện ở đỉnh núi, con người lạnh lẽo liếc nhìn lấy bốn phía, áo bào phần phật, tóc dài tại hư không phiêu đáng, tựa như một tôn vương giả quan sát chúng sinh. Rất nhiều người nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm trong lòng không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, dường như một ngọn núi không thể vượt qua, chi phối lấy tính mệnh kẻ yếu. Lúc này, đám người mới hồi phục tinh thần, bỗng nhiên lay động đầu một cái. Khí thế thật đáng sợ, vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền có thể ảnh hưởng ý chí người khác. Nơi xa, Tô Mạch Huyên cũng bị khí tức trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, rất hiển nhiên Tiêu Phàm lại mạnh lên. Diệp Trường Sinh, Diệp Thiên Tuyết,
Sở Nhãn Nam, Chỉ Thu Tuyết tất cả đều đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Tại một tòa sơn phong khác thập phần không đáng chú ý, một thanh niên hắc bào mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng, trong lòng trầm ngâm nói, thật đúng là thú vị, lần này trừ Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhãn Nam, vẫn còn có đối thủ dạng này. Nói đến đây, hắc bào thanh niên liếm liếm bờ môi, khóe miệng hiện ra một vòng cười tà, thánh thành bát tuấn, thật sự là mạnh nhất một đời sao. Đương, lại một đạo tiếng chuông vang vọng trời cao, tất cả sơn phong chiến đấu đột nhiên ngưng một cái, ngay sau đó, một đạo thanh âm thăm thẳm tại hư không vang lên. Vòng thứ hai thi đấu kết thúc, người bị đào thải rời khỏi hơn 20 dặm. Đám người nghe vậy, không dám có bất kỳ phản kháng. Phàm là người không có chiếm cứ sơn phong tất cả đều thối lui đến bên ngoài 20 dặm, lấy thị lực bọn hắn, ngược lại có thể thấy rõ bóng người trên ngọn núi xa xa. Dù sao, ở đây thực lực thấp nhất đều là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có thể từ u minh quỷ quật sống sót rời đi, chỉ cần không bị chiến hồn hạn chế, đều có thể tùy tiện đột phá chiến đế cảnh. 108 người nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ tiến hành vòng thi đấu thứ 3. Thanh âm thăm thẳm tiếp tục vang lên, hiện tại tuyên bố quy củ vòng tranh tài thứ 3. Chiến hồn điện sẽ căn cứ biểu hiện thực lực các ngươi ở 2 vòng thi đấu phía trước sắp xếp một cái trình tự, từ số 1 đến số 108, số 1 mạnh nhất, số 108 yếu nhất, tu sĩ bài danh phía sau, mỗi người đều có 3 cơ hội khiêu chiến tu sĩ phía trước. Khiêu chiến thành công, bất kể số lần khiêu chiến đều có thể tiếp tục khiêu chiến tu sĩ bài danh phía trước, thẳng đến khi thất bại. Mất một lần cơ hội khiêu chiến, tiêu hao toàn bộ số lần khiêu chiến, thi đấu kết thúc, các ngươi hiểu rõ chưa? Đã hiểu. Đám người gật đầu, quy tắc rất đơn giản, hơn nữa phần lớn người đã sớm biết rõ quy tắc tranh tài vòng thứ 3. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm bất an, quy tắc đối với người khác mà nói có lẽ không khó, nhưng đối với Tiêu Phàm hắn mà nói, luôn cảm giác có chút không đơn giản. Hai canh giờ rất nhanh liền đi qua. 108 tu sĩ tất cả đều đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu. Hiện tại chờ tuyên bố số thứ tự. Đột nhiên, đạo thanh âm tiếp tục vang lên, quỷ dị là vị trí sơn phong đám người đột nhiên bắt đầu di động. Thiên địa luân chuyển, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt thương hải tang điền. Vẻn vẹn mấy tức sau, 108 ngọn núi hiện lên, từ đằng xa nhìn lại. 108 ngọn núi hiện lên thứ hạng sắp xếp. Diệp Trường Sinh, số 1, thanh âm thăm thẳm vang lên, Diệp Trường Sinh một bộ áo trắng đạp không mà lên, hướng về đỉnh cao nhất bay đi, tu sĩ bốn phía tựa như đã sớm đoán được. Diệp Trường Sinh thân làm đệ nhị thánh thành bát tuấn, trừ chiến thần điện chiến ra chiến thiên long chưa từng xuất hiện, chính là đệ nhất nhân trẻ tuổi một đời nam vực đại bỉ công nhận. Hắn giữ vị trí thứ nhất, không người nào dám nói thêm cái gì. Diệp Trường Sinh, rốt cục có thể thử ngươi. Nơi xa, Sở Nhãn Nam híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, sau đó chuẩn bị đạp không mà lên. Hắn thấy, tòa thứ hai cũng chỉ có Sở Nhãn Nam hắn có tư cách lên, bởi vì hắn chính là đệ tam thánh thành bát tuấn, vẻn vẹn yếu hơn Diệp Trường Sinh. Bất quá, hắn mới vừa bay ra xa mấy mét, thân hình bỗng ngừng, thần sắc khó xử tới cực điểm. Số 2, Hoàng Phủ Thiên Thần. Thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng hư không, cũng đúng lúc này một nam tử áo đen lấp lóe, lúc đám người quay đầu lại phát hiện, trên đỉnh núi cao thứ hai đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Hoàng Phủ Thiên Thần, làm sao lại là hắn? Hắn không phải tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn, liền thánh thành bát tuấn đều vô duyên sao? Tô Mạch Hàn cau mày. Hắn khí tức trên người thập phần nội liếm, nhìn không ra tu vi cụ thể của hắn. Tô Mạch Huyên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Phủ Thiên Thần là ai, chính là người thừa kế Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc, đã từng là một thành viên bên trong thánh thành bát tuấn, bài danh không cao lắm, cũng chỉ hạng 6. Về sau bởi vì bản thân tu luyện ra vấn đề, trên thánh thành bát tuấn xóa tên, sau đó liền mai danh ẩn tích, không có ai biết hắn về sau phát sinh cái gì. Nhưng mà không nghĩ tới lần này hắn lại hoành không xuất thế, còn xếp sau Sở Nhãn Nam. Ha ha. Sở Nhãn Nam, còn không có đến phiên ngươi, ngươi gấp cái gì? Tô Mạch Hàn cười ha ha, cười không kiêng nể gì cả. Sở Nhãn Nam hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Sở Nhãn Nam hắn còn chưa từng mất mặt như vậy,
sắc mặt chợt xanh chợt tím, cảm giác nóng bỏng. Coi như số 2 không phải ta, số 3 cũng hẳn là ta đi. Sở Nhạn Nam khẽ cắn môi, tựa như muốn tìm mặt mũi trở về, hắn vừa làm ra động tác khởi hành, lại một đạo thanh âm vang lên. Số 3, Diệp Thiên Tuyết. 3, thanh âm này tựa như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Sở Nhạn Nam, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Ha ha, cười chết ta. Tô Mạch Hàn cười không ngậm miệng được, càng khoa trương ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đấm ngực dậm chân. Tu sĩ khác rất muốn cười nhưng lại không dám cười, uy danh Sở Nhạn Nam, tu sĩ ở đây vẫn rất rõ ràng. Tam ca, tự luyến cuồng là ai? Cách đó không xa, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng người ở đây cơ hồ đều nghe rõ. Phốc phốc, Tô Mạch Huyên che mặt mà cười, tu sĩ khác lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng phía tiếng kêu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Quan Tiểu Thất. Mẹ nó, tiểu tử này thực can đảm, vậy mà nói Sở Nhạn Nam là tự luyến cuồng, mặc dù ta cũng không thể không thừa nhận Sở Nhạn Nam là một tự luyến cuồng, nhưng ta không dám nói ra, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời a. Người kia như là huynh đệ Tiêu Phàm đi, thật đúng là có dạng huynh đệ gì thì sẽ có dạng người đó, người này cũng đủ phách lối. Không đúng, các ngươi nhìn bộ dáng kia không giống như là đang cố ý giễu cợt Sở Nhạn Nam, ngược lại giống như hiếu kỳ mà thôi. Đám người mặc dù không dám giễu cợt Sở Nhạn Nam, nhưng lại đang thì thầm nói chuyện, những lời này Sở Nhạn Nam nghe vào trong tai, nguyên bản khó chịu trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Sở Nhạn Nam con người băng lãnh nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất, làm Quan Tiểu Thất giật mình. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Sở Nhạn Nam nhìn chăm chú Quan Tiểu Thất nói, một vòng sát ý từ trên người hắn lặng yên tản ra. Ta không nói gì. Quan Tiểu Thất lắc lắc đầu nói. Sở Nhạn Nam nghe vậy còn tưởng rằng Quan Tiểu Thất sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng sau một khắc, sát khí trên người Sở Nhạn Nam triệt để bộc phát. Chỉ nghe thấy Quan Tiểu Thất lại thập phần chân thành nói, ta chỉ là muốn biết, người tự luyến cuồng tên gọi là gì mà thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lạnh lẽo, Tô Mạch Hàn lại là cười không ngừng, nước mắt đều cười ra ha ha. Tu sĩ toàn trường cũng nhịn không được nữa cười ra. Sở Nhạn Nam nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, răng cũng phát ra thanh âm ma sát bén nhọn, hắn từng bước một hướng Quan Tiểu Thất đi đến, mặc dù pháp không được trách chúng, nhưng hắn không muốn buông tha Quan Tiểu Thất. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám giễu cợt bản thân, hơn nữa bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Thiên tài thường thường tự ngạo, nhưng thường thường chịu không được đả kích, Sở Nhạn Nam chính là ví dụ tốt nhất. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho nói hay sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm một bước tiến lên, sắc mặt bình thản nhìn Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam thấy thế, bước chân trong nháy mắt ngưng một cái, Quan Tiểu Thất hắn không để vào mắt, nhưng Tiêu Phàm, hắn có chút kiêng kỵ. Số 4, Sở Nhạn Nam, có lẽ là người chủ trì nhìn không được, rốt cục kêu danh tự Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam lúc này mới thu liếm khí tức, lạnh lùng trừng Quan Tiểu Thất một cái, qua một lúc muốn ngươi đẹp mặt. Ta lại không khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Quan Tiểu Thất lơ đễnh nói ra. Sở Nhạn Nam kém chút lảo đảo, rơi xuống hư không, hắn thẻ số xếp phía trước Quan Tiểu Thất, người bài danh trước không thể khiêu chiến phía sau, chỉ cần Quan Tiểu Thất không chủ động tới cửa, Sở Nhạn Nam tự nhiên không làm gì được Quan Tiểu Thất. Số 5, Tô Mạch Huyên, người chủ trì thanh âm tiếp tục vang lên, lần lượt từng bóng người hướng về Sơn Phong bay đi. Số 10, Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, rốt cục kêu lên danh tự Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vòng thứ hai bản thân thành tích có vẻ như không được tốt lắm, vậy mà cũng có thể xếp hạng 10. Tiêu Phàm cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua khảo hạch vòng thứ hai, vậy mà cũng có thể xếp hạng 10. Trọng tài có phải cố ý thiên vị Tiêu Phàm hay không? Đoán chừng Tiêu Phàm vòng thứ nhất thành tích khảo hạch rất không tệ, hơn nữa, Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo và Tô Mạch Hàn, không phải cũng xếp sau hai người sao? Phán quyết này coi như công bằng. Vị trí càng cao, đối mặt khiêu chiến càng nhiều, áp lực cũng sẽ càng lớn. Không ít người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, khe khẽ bàn luận, sợ đắc tội với sát thần. Rất nhanh, người chủ trì lập 108 thẻ số, Quan Tiểu Thất bài danh cũng coi như gần phía trước, thứ 18. Bài danh trước sau hắn đều là cường giả chiến đế cảnh,
Rất hiển nhiên, chiến hồn điện cũng không thiếu khuyết thiên tài cao thủ chân chính, không ít người hơn nửa tháng đến nay đều có nhiều đột phá. Cuối cùng một cái tên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt tới, cầm đầu chính là Diệp Thệ Thủy, hai phó điện chủ cũng chỉ có ý chỉ cuồng sinh đến, Giang Thiên Vân cũng không xuất hiện ở nơi này. Giang Thiên Vân vì tránh ngại, cố ý chưa đi đến sát lục cổ địa, mà khi Nam Vực Đại Bỉ bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, dù là hắn vội vã muốn vào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đám người Diệp Thệ Thủy đứng ở đằng xa dừng lại, hướng về phía không trung hơi hơi gật đầu ra hiệu, đám người nhìn lại, lại nhìn thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả áo xám. Hiện tại, ta tuyên bố vòng thứ ba tranh tài chính thức bắt đầu. Áo xám lão giả nhìn xuống phía dưới quát khẽ. Theo thanh âm áo xám lão giả vang lên, tất cả mọi người nhiệt tình vọt lên, bất quá rất nhanh, ánh mắt đám người liền rơi vào số 108. Số 108, người muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả nhàn nhạt mở miệng. Mỗi người đều có 3 cơ hội, chia làm 3 lượt khiêu chiến thi đấu, mỗi một vòng đều từ cuối cùng bắt đầu, đến cái thứ nhất kết thúc, vòng thứ 3 khiêu chiến kết thúc, chính là bài danh cuối cùng Nam Vực Đại Bỉ. Số 108 là một thanh niên lam bào, chính là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Những chiến hoàng bài danh cuối cùng có một chút khẩn trương, sợ bị hắn chọn chúng, nếu như mình bị chọn chúng, vậy thì tương đương với nhiều thêm một trận chiến. Bất quá đại đa số tu sĩ lại một mặt nhẹ nhõm, tính trước kỹ càng, tựa như đã sớm biết rõ bản thân sẽ không bị chọn chúng. Lam bào thanh niên liếc nhìn lấy tu sĩ trên các ngọn núi lớn một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào tòa đỉnh núi thứ 10, nói ta muốn khiêu chiến số 10. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, số 108 khiêu chiến số 10, hắn đây là cố ý gây chuyện à. Toàn trường tất cả ánh mắt mọi người đều chuyển hướng trên người Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm chính là thứ 10. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, loại dự cảm trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, mị mị hai mắt nói, muốn chơi ta. Đến cùng xem ai chơi ai. Chuẩn, áo xám lão giả cũng là kinh ngạc một trận, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nghe vậy, lam bào thanh niên hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi, lúc này liền rơi vào trước mặt Tiêu Phàm, hơi hơi thi lễ nói, mời. Lời còn chưa dứt, lam bào thanh niên bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không biết chiến hoàng cảnh cùng Tiêu Phàm chiến đế cảnh trung kỳ chênh lệch lớn bao nhiêu. Cút, một tiếng quát nhẹ, hồn lực đáng sợ từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra, hóa thành từng chuôi hồn lực chi kiếm bao phủ lam bào thanh niên. Phốc phốc, chớp mắt, quần áo lam bào thanh niên đều bị quấy đến vỡ nát, chỉ lưu lại một cái quần lót, thân thể lam bào thanh niên cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết vì sao. Hắn sớm đã chuẩn bị bị Tiêu Phàm trọng thương, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trực tiếp để hắn trần truồng. Nếu là bình thường trần truồng cũng không sao cả, dù sao bên trong hồn giới hắn có không ít quần áo, lấy thực lực hắn, chớp mắt liền có thể thay đổi một thân mới. Nhưng mấu chốt là tại sát lục cổ địa căn bản không có cách mở hồn giới A. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hồi lâu, lam bào thanh niên khẽ cắn môi gào thét, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, một cỗ sát khí đáng sợ như thực chất hóa kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng ngực lam bào thanh niên, thân thể bay ngược ra, một vòng yêu diễm máu tươi tại hư không vẩy ra. Mà lam bào thanh niên lại không có âm thanh, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Tê tu sĩ vây xem không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị sự tàn nhẫn cùng quyết đoán của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt cũng thay đổi. Tiêu Phàm vậy mà ngay trước mặt chiến hồn điện điện chủ cùng phó điện chủ chém giết một thiên tài tương lai. Dù là Diệp Thệ Thủy cùng ý chỉ cuồng sinh trong con người cũng lóe qua một tia kinh dị. Vòng thứ ba thi đấu chỉ phân thắng bại, không cho phép giết người. Đột nhiên, Diệp Thệ Thủy mở miệng nói, kẻ giết người, hủy bỏ tư cách thi đấu. Nghe vậy, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, nhất là Sở Nhạn Nam cùng Chỉ Thu Tuyết đám người, bọn hắn ước gì Tiêu Phàm bị đào thải. Sở Nhạn Nam trong lòng lại bắt đầu tính toán, nghĩ đến sự tình thu phục Tiêu Phàm. Ngược lại thần sắc Tiêu Phàm như thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thệ Thủy một cái, ngược lại nhìn về phía áo xám lão giả không trung nói, tiền bối, ngươi là trọng tài hay là hắn là trọng tài, Nam Vực Đại Bỉ như vậy làm sao để nhân viên tạp vụ tùy ý mở miệng đây?
nhân viên tạp vụ, nghe được bốn chữ này, Diệp Thệ Thủy thiếu chút nữa thì nổi giận, bản thân đường đường là chiến hồn điện điện chủ, lại là nhân viên tạp vụ. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một hậu bối làm cho tức giận, hận không thể một cái tát chết hắn. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm biết hắn, lại cố ý xem như không quen biết hắn, mà Diệp Thệ Thủy lại vô lực phản bác. Không trung áo xám lão giả lảo đảo một cái, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, trong lòng một trận thầm mắng, tiểu tử này chẳng lẽ không biết đây là điện chủ đại nhân sao? Coi như ta là trọng tài, hắn cũng tùy thời có thể hủy bỏ tư cách trọng tài ta đây đấy. Người khác biết Diệp Thệ Thủy cũng bị lời nói Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, không khỏi thầm than Tiêu Phàm lớn mật. Nhìn thấy áo xám lão giả không nói gì, Tiêu Phàm lại nói, đúng, tiền bối trước đó tuyên bố quy tắc vòng tranh tài thứ ba có vẻ như không nói vòng thứ ba thi đấu không thể giết người. Áo xám lão giả đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm ân cần thăm hỏi một lần, kể từ đó, giết chết người này không phải Tiêu Phàm sai lầm, ngược lại biến thành trách nhiệm hắn. Bất đắc dĩ, áo xám lão giả đành phải nhìn về phía Diệp Thệ Thủy, Diệp Thệ Thủy như cây cột đứng tại đó, dứt khoát xem như cái gì đều không nghe được. Tiền bối, ngại quá, nói đùa mà thôi. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại cười, trong nháy mắt, một vệt sáng bắn vào thể nội lam bào thanh niên, không đúng, nói cho đúng là một nam lõa thể. A, à, lõa thể nam đột nhiên ôm đầu kêu thảm, hung hăng hướng mặt đất rơi xuống. Đám người kinh dị nhìn lam bào thanh niên. Vừa nãy hắn không phải chết à, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ, tại sao lại sống? Đây là thủ đoạn gì? Úy Chỉ Cuồng Sinh cũng kinh dị vô cùng, vừa nãy thậm chí ngay cả hắn đều không nhìn ra lam bào thanh niên có dị dạng, kỳ thật đừng nói là hắn, ngay cả Diệp Thệ Thủy cũng không nhìn ra. Tiêu Phàm hữu ý vô ý nhìn Diệp Thệ Thủy, trong lòng hơi hơi trầm ngâm, Diệp Thệ Thủy quả nhiên không muốn để cho ta đoạt được đệ nhất, một khi ta xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Hắn cũng kiếm cớ hủy bỏ tư cách ta, may mà ta có dự kiến trước. Lấy y thuật Tiêu Phàm bây giờ, cho một tu sĩ ngất quá đơn giản, cho dù chiến thánh cảnh cũng nhìn không ra. Bất quá, Tiêu Phàm không có giết chết người kia, nhưng tại thể nội hắn cũng lưu lại một chút tai họa ngầm, không cần mấy ngày, người kia chiến hồn liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Một chiến hoàng cảnh dám khiêu khích hắn, cái này rõ ràng muốn cố ý làm khó Tiêu Phàm không phải là thiện nhân. Hắn là Tu La Điện điện chủ. Tiền bối, kế tiếp thôi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, làm một cái thủ thế mời. Áo xám lão giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái nói, trận chiến này, số 10 thắng. Số 107, người muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt lão giả áo xám lại nhìn về phía tu sĩ số 107, đó là một người thanh niên trang phục kín màu đen. Thanh niên hắc y thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái. Cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta muốn khiêu chiến số 10. Lại là Tiêu Phàm, tu sĩ vây xem không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sa luân chiến à, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn thật đúng là không đem tu sĩ chiến hoàng cảnh để ở trong mắt, lúc đầu một vạn người cùng tiến lên, hơn nữa rất nhiều đều là chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm hắn làm sao sợ qua. Chớ nói chi là một kẻ bên trên, chẳng qua là theo thứ tự duy nhất là nơi này không cho giết người. Mà lần trước hắn trực tiếp giết đến tận vạn người. Lăn tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói. Lăn tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Tiêu Phàm bình thản nói quanh quẩn tại hư không, thần sắc thanh niên đeo hắc y biến đổi, cảm giác toàn thân phát lạnh, một màn vừa nãy lam bào thanh niên biến thành lõa thể còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như ta không đi lên, gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, dù sao Tiêu Phàm không được giết người, không chừng chỉ mất mặt mà thôi. Thanh niên hắc y quyết định chắc chắn, hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi. Đáng tiếc, hắn kết cục cùng số 108 cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ lưu lại một cái quần lót. Người này hình như là người Lăng gia đi, muốn vì Lăng gia báo thù, có thể cuối cùng vẫn chỉ làm mất mặt Lăng gia. Không chỉ có người Lăng gia, còn có Giang gia, Lôi gia. Cùng người Ngô gia, bọn hắn thật đúng là cùng Tiêu Phàm quyết tuyệt. Đúng rồi, làm sao không thấy Lăng Thiên đây, lấy thực lực Lăng Thiên tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề, chẳng lẽ hắn không thông qua vòng thứ hai? Nghe thấy đám người nghị luận, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trừ những kẻ cùng hắn có thù, đoán chừng cũng không ai lại làm ra dạng sự tình này. Tiếp tục,
Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiến hoàng cảnh xa luân chiến với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Số 106 lại là một nữ tử, hắn thập phần do dự khi chọn Tiêu Phàm, nếu như nàng là thân nam nhi cái kia cũng không sao cả. Đang lúc nàng rầu rĩ, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, mọi người yên tâm, hôm nay vô luận nam nữ, để mọi người xem đủ, nam lưu quần lót, nữ cái gì cũng không lưu lại, mọi người có hứng thú hay không? Có. Vô luận là ở đâu, đều không thiếu người gây sự, liền tựa như tu sĩ chiến hồn điện, bọn hắn cũng chưa chắc e ngại mấy đại gia tộc, nhìn thấy người mấy đại gia tộc bị Tiêu Phàm làm nhục, bọn hắn cũng xem như việc vui. Nghe vậy, nữ tử kia toàn thân run một cái, cắn răng nói, ta bỏ quyền. Thực sự là đáng tiếc, dáng người cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra, nữ tử kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng may nàng không có xúc động đi khiêu chiến Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm thật đúng là làm cho nàng không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, lại có mấy người liên tục khiêu chiến Tiêu Phàm, hơn nữa đều là một chút nam tử, Tiêu Phàm rốt cục không kiên nhẫn. Ngay giờ phút này, Diệp Thệ Thủy đột nhiên mở miệng nói, từ kế tiếp bắt đầu, không cho phép. Không cho phép lưu quần lót đúng không? Diệp Thệ Thủy còn chưa nói xong liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, cố ý đề cao thanh âm nói, vị tiền bối này thật đúng là khẩu vị nặng, ta kính dạ yêu trẻ, ngươi yên tâm, qua một lúc tuyệt đối để ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Thệ Thủy mặt sạm lại, bản thân đường đường là chiến hồn điện điện chủ, làm sao có thể có những đam mê này? Tiêu Phàm lời này, không phải là cố ý ác tâm với bản thân sao? Các ngươi cũng nghe, vị tiền bối này đều không kiên nhẫn nữa. Lời nói Tiêu Phàm tiếp tục vang vọng hư không, trong lòng hắn đều có loại cảm giác muốn cười, nói, vậy cứ như vậy đi, từ người kế tiếp khiêu chiến ta bắt đầu hàng có thể lưu cái quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu, mặc dù lão tử không được giết các ngươi, nhưng chơi đùa các ngươi vẫn có thể, dám đối phó ta, ta liền để cho các ngươi làm mất hết mặt mũi. Đám người vây xem nghe vậy có lớn tiếng kêu tốt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng có người yên lặng. Sắc mặt Diệp Thệ Thủy kìm nén đến đỏ bừng, thiếu chút nữa thì đến biên giới bộc phát. Điện chủ đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là không nên tham dự. Úy Chỉ Cuồng Sinh cười nói, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thệ Thủy ăn thiệt thòi, âm thầm không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái. Số 98. Thanh âm lão giả áo xám có chút phát run, hắn thật đúng là bội phục dũng khí Tiêu Phàm, dám dạng này nói chuyện với Diệp Thệ Thủy. Ta khiêu chiến số 86. Số 98 là một nữ tử váy trắng, nghe thấy Tiêu Phàm nói, nào còn dám đi khiêu chiến Tiêu Phàm. Rốt cục có thể dừng một hồi, đáng tiếc, vừa mới những hình ảnh kia không có sử dụng ký ức thủy tinh lưu lại, nếu như có thể lưu lại, sẽ như thế nào? Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Sau đó từ trong tay áo không gian hồn điêu lấy ra một khối tiểu mộc đầu, híp hai mắt nói, tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp có vẻ như có thể làm điểm này, qua một lúc khẳng định còn có không ít người sẽ khiêu chiến ta, đến thời điểm ghi chép những hình ảnh này, chơi đám đại gia tộc một vố cũng không tệ. Lấy tạo nghệ hồn điêu hắn bây giờ, vài đầu tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp mấy hơi thở liền hoàn thành, chỉ là khiến hắn thất vọng là, tiếp theo một đoạn thời gian vậy mà không có người khiêu chiến hắn. Khả năng những người này cũng biết rõ, lấy thực lực chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh, dù là xa luân chiến cũng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, ngược lại sẽ trở thành đối tượng cho Tiêu Phàm nhục nhã. Bọn hắn dứt khoát cũng không có tiếp tục lấy xa luân chiến ứng phó Tiêu Phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày. Số 50, người muốn khiêu chiến đối thủ là, áo xám lão giả không sợ người khác làm phiền nói ra. Số 10, mở miệng nói chuyện lại là một lam bào nam tử, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm. Lâm Tu, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến Tiêu Phàm. Ta đều có thể một ngón tay bóp chết ngươi. Lam bào nam tử vừa dứt lời, Tô Mạch Hàn liền cao giọng rung giận. Lam bào nam tử không phải người khác chính là thiếu chủ Lâm Tu Liệp Hồn Các Lâm gia, lúc trước Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bị bắt, nguyên bản hắn muốn mua, cuối cùng bị thực lực Tiêu Phàm trấn nhiếp, không thể không ảm đạm rời đi, dù là Tiêu Phàm giết Lâm gia Phong Vân nhị lão, Lâm gia cũng không dám báo thù. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, Lâm Tu cũng dám chủ động đứng ra đánh với Tiêu Phàm một trận. Tô đại thiếu, có vẻ như ta khiêu chiến ai cũng không có quan hệ với ngươi.
Lâm Tu thản nhiên nói, sau đó lại cười ha ha nhìn Tô Mạch Huyên, Mạch Huyên, người nói đúng không? Danh tự tỷ ta là người có thể gọi sao? Tô Mạch Hàn thập phần khó chịu nói, bình thường tại Liệp Hồn Các, Lâm Tu kêu Tô Mạch Hàn cũng không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn công nhiên không cho hắn mặt mũi, cái này khiến Tô Mạch Hàn như thế nào không giận. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để hai huynh muội các ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin. Trong lòng Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, bất chi bất giác đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Chiến đế trung kỳ, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tu vi Lâm Tu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chiến đế trung kỳ, vậy mà chỉ xếp thứ 50, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm, ngươi rất ngoài ý muốn thực lực ta sao? Qua một lúc ngươi liền không ngoài ý. Lâm Tu híp hai mắt, thập phần tự tin nói. Vẫn là câu nói kia, đầu hàng lưu quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói, thần sắc không hề bận tâm. Mặc dù hắn không biết Lâm Tu người nơi nào đến tự tin, nhưng Tiêu Phàm trên người xác thực cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này rất quỷ dị, lại rất kỳ lạ, Tiêu Phàm không thể không lưu tâm. À, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Lâm Tu tà tà cười một tiếng, bỗng nhiên, đỉnh đầu hắn trống rỗng xuất hiện hai đạo hư ảnh to lớn, một cỗ khí tức bàng bạc quét sạch ra. Song sinh chiến hồn, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, nơi xa Tô Mạch Hàn lại kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Con người Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai đạo hư ảnh phía sau Lâm Tu, một bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, một cửu phẩm chiến hồn Kim Xí Long Sư. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu so với Kim Xí Long Sư ngưng thực hơn rất nhiều. Kim Xí Long Sư hư ảnh cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thập phần quái dị, chính là chiến hồn này tựa như không thuộc về Lâm Tu. Thế nhưng khí tức trên người Kim Xí Long Sư lại cùng hồn lực Lâm Tu ba động một dạng, cái này lại từ khía cạnh nói rõ, chiến hồn Kim Xí Long Sư cũng là chiến hồn Lâm Tu. Lúc này, Tiêu Phàm nghe được Tô Mạch Hàn nói, lập tức truyền âm nói, chẳng lẽ trước kia hắn không phải song sinh chiến hồn hay sao? Không sai, hắn trước kia chỉ có một bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu, không có Kim Xí Long Sư chiến hồn, chẳng biết tại sao hắn bây giờ lại là song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn giải thích nói, thật đúng là dạng này ư, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, vừa mới hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi, không nghĩ tới Kim Xí Long Sư chiến hồn thực không phải Lâm Tu. Tiêu Phàm, người phải cẩn thận, ta cảm giác Lâm Tu bị thi triển di hồn chi thuật. Lúc này, Tô Mạch Huyên thanh âm lại vang lên bên tai hắn. Di hồn chi thuật, cái gì là di hồn chi thuật? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cảm giác còn là lần thứ nhất nghe được cái từ này, bất quá lại có một loại cảm giác quen thuộc. Di hồn chi thuật chính là một loại phương pháp truyền thừa điện ngàn năm trước đó, Tam Đại Chí Cao Thần Điện nghiên cứu ra một loại cấy ghép chiến hồn. Tên như ý nghĩa. Di hồn chi thuật là có thể đem chiến hồn cấy ghép trên người tu sĩ. Liền tựa như loại trạng thái Lâm Tu này, hắn nguyên lai chỉ có một chiến hồn, sau đó cấy ghép một chiến hồn mới trên người hắn, thì có hai chiến hồn. Loại năng lực quỷ dị này nguyên bản chỉ có truyền thừa điện biết rõ, chẳng biết tại sao di hồn chi thuật lại bị Liệp Hồn Các Lâm gia có được, bởi vậy, Lâm gia cho tới bây giờ không thiếu hụt người song sinh chiến hồn. Tô Mạch Hàn một hơi nói xong. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng kinh dị không thôi, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến Tỏa Hồn Châu. Tỏa Hồn Châu không phải cũng nắm giữ loại năng lực này sao? Hơn nữa, Tỏa Hồn Châu cấy ghép chiến hồn càng thêm thuần túy, cơ hồ cùng tu sĩ thức tỉnh chiến hồn giống nhau như đúc. Hắn có chiến hồn Kim Xí Long Sư là thế nào ha? Tiêu Phàm rất muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm đáp án, lại phát hiện Lâm Tu đã đánh tới. Tiêu Phàm cấp tốc lui lại. Lại truyền âm cho Tô Mạch Huyên hỏi một vấn đề. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghe cha ta nói qua, những chiến hồn này chỉ là hồn lực khí tức cùng chiến hồn tương tự, luận thiên phú và thực lực cũng không có chân chính khủng bố như song sinh chiến hồn. Tô Mạch Huyên thanh âm vang lên lần nữa. Đa tạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tu Kim Xí Long Sư, âm thầm trầm ngâm nói, lúc trước Nam Cung Thiên Giật có vẻ như cũng thi triển loại thủ đoạn này. Cũng là Kim Xí Long Sư chiến hồn. Ta nhớ đến lúc ấy Nam Cung Thiên Giật là vì bảo hộ Thiên Cơ Môn truyền thừa, Thiên Cơ Môn cùng hồn điêu thú có quan hệ,
chẳng lẽ Lâm gia cũng cùng hồn điêu thú hoặc là hồn văn có quan hệ? Oanh, một đạo trưởng cương to lớn ầm vang đập vào trên người Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm như đạn pháo bay ngược ra. Ha ha, Tiêu Phàm, thực lực ngươi như vậy sao? Lâm Tu nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắn đánh bay, lập tức cất tiếng cười to, tùy tiện vô cùng, hắn có loại cảm giác lão tử thiên hạ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không có nghe hắn nói, vẫn nhớ vấn đề, trong lòng suy tư nói, Liệp Hồn Các. Cái này Lâm gia có lẽ chiến hồn cùng hồn thú có nghiên cứu không tầm thường, nếu như có thể làm rõ ràng vấn đề này, ta có lẽ liền có thể biết rõ, chiến hồn trên người ngươi làm sao mà có. Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm đột nhiên lóe qua một vòng lãnh quang, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu bị ánh mắt Tiêu Phàm làm giật mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ra vẻ trấn định, quát to Tiêu Phàm, lăn tới nhận lấy cái chết. Ba, vừa dứt lời, một vệt sáng lóe qua đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Tu, một đạo năm ngón tay thủ ấn hung hăng quất vào mặt hắn, thanh âm nứt xương vang lên. Thân thể Lâm Tu bay ngược ra, trong miệng máu tươi vẩy ra, con ngươi kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Ta là chiến đế trung kỳ, hơn nữa còn nắm giữ song sinh chiến hồn, làm sao có thể bị hắn đập bay. Trong lòng Lâm Tu gào thét, đều là vẻ khó tin. Một tiếng vang nhỏ, không đợi hắn phản ứng, một cái chân to lại đá trên mặt hắn, Lâm Tu lòng đang rỉ máu. Một màn này biết bao quen thuộc, lúc trước Tô Mạch Hàn không phải liền bị Tiêu Phàm tấn như thế cha sao. Nhưng mà, khiến hắn tuyệt vọng là, Tiêu Phàm vẫn không dự định buông tha hắn, trái một tay, phải một chân, như đá đống cát, thân thể Lâm Tu tại hư không vừa đi vừa lùi về. Muốn nói thủ đoạn vũ nhục người, ta chỉ phục Tiêu Phàm. Tô Mạch Hàn bĩu môi nói, hắn cảm giác mặt bản thân lại nóng bỏng cay đau. Cũng chỉ có Tô Mạch Hàn hắn có thể tưởng tượng ra, giờ phút này Lâm Tu trong lòng có bao nhiêu biệt khuất. Về sau đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tiêu Phàm, quá ác. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng đã coi Tiêu Phàm là nhân vật cấm kỵ. Mọi người tin tưởng, nếu như một vòng đấu có thể giết người, Lâm Tu đã không biết chết bao nhiêu lần. Coi như đám người chết lặng, Tiêu Phàm tới gần Lâm Tu một sát na kia, một vòng lục quang tà dị từ trong con người hắn bắn nhanh ra, xông vào mi tâm Lâm Tu. Bởi vì tốc độ tốc hành, ở đây cũng liền Diệp Thệ Thủy cùng người chủ trì áo xám lão giả bắt được một tia gì, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm, đủ rồi, hắn đã bại. Người chủ trì áo xám lão giả cũng nhìn không được, đành phải kêu dừng. Thực tưởng mình là thứ gì? Chỉ ngươi dạng này, tiểu ra một bàn tay liền có thể chụp chết mấy cái. Tiêu Phàm dừng thân hình lại, mặt coi thường. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi nồng đậm, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không có nói dối, lấy thực lực hắn đoán chừng thật có thể một bàn tay chụp chết Lâm Tu. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía áo xám lão giả nói, tiền bối, hắn có vẻ như không nhận thua đi, vòng thi đấu không cho giết người, chẳng lẽ còn không thể làm người bị thương sao? Đương nhiên, tiền bối nói chuyện vẫn là phải nghe, kính dạ yêu trẻ là chuyện tu sĩ chúng ta nên làm. Thần sắc lão giả áo xám co lại, nhìn lại Lâm Tu một chút đã không thành dạng, đầu biến thành đầu heo, ngưng tiếng nói, số 50 thân thể trọng thương không có sức tái chiến, hủy bỏ tư cách, xếp hạng thứ 108, những người khác lên cao một thứ tự. Không ít người nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, không cần chiến đấu liền có thể vào một cái thứ tự, bọn hắn làm sao mất hứng đây. Cái này cũng được, Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhìn 50 tu sĩ phía sau, cười tủm tỉm nói, các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình. Những người kia cúi đầu, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng, nhất là những người lôi ra, lăng ra kia, giờ phút này chỉ còn lại một cái quần lót, sắc mặt khó coi vô cùng, rất nhiều người trong lòng đang dùng rằng có phải nên rời khỏi tranh tài hay không. Có vẻ như còn có một sự tình không có làm. Tiêu Phàm lại nói, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm quang bao phủ Lâm Tu, trực tiếp đem quần áo phá tan thành từng mảnh, chân chính không mảnh vải che thân. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, không ít nữ tu sĩ trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, Tiêu Phàm thật đúng là nhục nhã người không đền mạng, Lâm Tu tỉnh lại nếu biết rõ mình bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy lột sạch, đoán chừng hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như cái gì đều không phát sinh, nói ra, trước đó câu nói kia một mực hữu hiệu, khiêu chiến ta, đầu hàng lưu lại quần lót,
không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả, đây chính là hậu quả không đầu hàng. Tiêu Phàm, ngươi đủ rồi. Diệp Thệ Thủy hoàn toàn nhìn không nổi nữa, phẫn nộ quát. Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy nổi bão, rất nhiều tu sĩ lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tu đã thua, ngươi còn cần tiếp tục xuất thủ sao? Làm nhục người như vậy, đây không phải cách làm đại trượng phu. Diệp Thệ Thủy con người băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, hận không thể lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của Tiêu Phàm. Ngươi là ai, nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Trọng tài đều không có tuyên bố ta thắng, ta hiện tại liền còn là tham gia thi đấu, chẳng lẽ xuất thủ có vấn đề sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ, làm bộ không quen biết Diệp Thệ Thủy, ngữ khí bình tĩnh nói. Lão giả áo xám sạm mặt lại, nếu như Diệp Thệ Thủy đều không có tư cách nói chuyện, người ở đây còn ai có tư cách nói chuyện đâu. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm xác thực không có trái với quy tắc. Ngươi, Diệp Thệ Thủy thiếu chút nữa thì tức giận. Lúc này, Úy Chỉ Cuồng Sinh một bên vội vàng nói, Tiêu Phàm, ngươi có biết rõ vị bên cạnh ta là ai? Không biết, Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc lắc đầu, một chút cũng không giống nói láo. Vị này chính là Chiến Hồn Điện Điện Chủ đại nhân. Ngươi dám nói chuyện cùng Diệp Điện Chủ như thế nhất định chính là phạm thượng. Úy Chỉ Cuồng Sinh quát khẽ, rất có mấy phần nội ý. Bất quá không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Úy Chỉ Cuồng Sinh lại nói, bất quá, ngươi không quen biết Điện Chủ đại nhân, ngươi không biết vô tội, chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hủy bỏ ngươi một lần khiêu chiến, ngươi có thể lại nói. Vãn bối nhận tội. Tiêu Phàm trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc bộ dáng, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối không biết Điện Chủ đại nhân ở đây, xin thứ tội. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, một chút cũng không có ý tứ xin lỗi. Thôi. Diệp Thệ Thủy khoát khoát tay, dư quang hung hăng quét Úy Chỉ Cuồng Sinh một cái, Úy Chỉ Cuồng Sinh lại tựa như cái gì cũng không thấy, giả bộ như một mặt nghiêm túc, kỳ thật hắn trong lòng rất muốn cười. Không ít người vừa mới biết rõ thân phận Diệp Thệ Thủy, tất cả đều mắt trợn tròn. Tiêu Phàm lại là không nhìn Chiến Hồn Điện Điện Chủ đại nhân. Trời ạ, nhanh giang thiên kiếp xuống đánh chết tên ôn thần làm loạn này đi. Bọn hắn không cách nào chịu đựng, Tiêu Phàm vậy mà cái gì cũng đều không có, rất hiển nhiên, Úy Chỉ Cuồng Sinh là cố ý xóa tội cho Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Úy Chỉ Cuồng Sinh tràn ngập cảm kích, thầm nghĩ trong lòng, nếu thân phận Diệp Thệ Thủy bại lộ, vậy liền không dễ chơi. Số 49 Người muốn khiêu chiến ai? Áo xám lão giả thanh âm tiếp tục vang lên, hắn âm thầm lạo một vệt mồ hôi lạnh thay Tiêu Phàm. Số 49 là một người thanh niên mặc chiến bào màu vàng óng, nguyên bản hắn muốn khiêu chiến Tiêu Phàm, bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Tu trong phế tích, cuối cùng vẫn mở miệng nói ta khiêu chiến, số 43. Lại một gia hỏa nhạy bén. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn không sợ xa luân chiến, nhưng con muỗi nhiều cũng sẽ làm người chán ghét, Tiêu Phàm cố ý nghĩ ra loại thủ đoạn này, phá những tu sĩ đại gia tộc liên thủ xa luân chiến. Nếu như không thể giết chết, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đối với những người này, Tiêu Phàm cũng không quá đặt ở trong lòng, hắn mục tiêu là hạng nhất, tại đỉnh cao nhất, Diệp Trường Sinh ngồi xếp bằng, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Vậy mà nhìn không ra tu vi hắn, thân làm đệ nhị thánh thành bát tuấn chí ít cũng hẳn là chiến đế trung kỳ, thậm chí chiến đế hậu kỳ. Còn người Tiêu Phàm rơi vào phía trên Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh cũng giống như cảm nhận được một đạo ánh mắt lăng lệ, hơi hơi mở ra hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc không hề bận tâm. Dù là Tiêu Phàm những ngày qua náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong mắt Diệp Trường Sinh cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bốn mắt tương đối. Hai người trên người đều dâng lên một cỗ chiến ý vô hình, sau ba hơi thở, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt. Diệp Trường Sinh là một đối thủ không tồi. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, khi hắn thu hồi ánh mắt lại là trong lúc vô tình rơi vào tòa thứ hai, nơi đó ngồi một nam tử áo đen. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này so với lần trước nhìn thấy Lăng Thiên còn càng thêm nguy hiểm. Nếu như Tiêu Phàm không có vô tận chiến hồn, gặp Lăng Thiên nắm giữ chiến hồn thiên hỏa kỳ lân, chết vào tay ai còn không thể biết đây, nhưng mà nam tử mặc áo đen này khiến hắn càng thêm ngưng trọng. Người này có vẻ như kêu Hoàng Phủ Thiên Thần đi, hẳn là Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc,
chỉ là trước kia vì cái gì không có nghe nói đến hắn, lấy thực lực hắn nên đủ để xếp vào thánh thành bát tuần A. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn lúc này mới phát hiện, muốn chiếm lấy hạng nhất thật đúng là không phải dễ dàng. Số 3 Diệp Thiên Tuyết, cỗ lãnh ý mặc dù đáng sợ nhưng Tiêu Phàm còn có thể chịu đựng được. Về phần hạng tư Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng nhìn không thấu. Mặc dù Sở Nhạn Nam là đệ tam thánh thành bát tuấn nhưng hắn cho dù là mạnh cũng sẽ không mạnh hơn Lăng Thiên quá nhiều, đánh với hắn một trận, Tiêu Phàm vẫn có chút nắm chắc. Khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Tô Mạch Huyên vậy mà xếp số 5, còn số 6 Độc Cô Trường Phong cùng số 7 Lôi Hạo. Tô Mạch Hàn xếp số 8 cũng coi như bình thường, nhưng Diệp Lâm Trần chỉ xếp số 9, Tiêu Phàm liền không thể nào hiểu được. Từ khí tức trên người Diệp Lâm Trần phán đoán, thực lực Diệp Lâm Trần tuyệt đối không thua Tô Mạch Hàn bọn hắn. Tiêu Phàm dám cam đoan, thực lực Diệp Lâm Trần tuyệt đối không kém gì Thánh Thành Bát Tuấn, chẳng lẽ là Diệp Lâm Trần quá mức im ắng, hay là thân phận hắn không bằng những người khác. Đoán chừng Diệp Lâm Trần là con thứ, cho nên vô duyên Thánh Thành Bát Tuấn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đối thủ của hắn cũng đặt ở trên thân 9 người này. Về phần người sau lưng hắn, Tiêu Phàm không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, dù sao, hắn chỉ có 2 lần cơ hội. Đương nhiên, nếu như có thể thắng liên tiếp, một cơ hội liền đủ để chiếm lấy hạng nhất, nhưng hắn cũng phải có dạng thực lực này. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua một ngày, rốt cục đến phiên số 18 Quan Tiểu Thất. Số 17, lựa chọn đối thủ của ngươi hoặc là từ bỏ. Áo xám lão giả lại hỏi. Quan Tiểu Thất ngẫm lại, ánh mắt từ phía trước sơn phong từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào tòa sơn phong thứ 6 ta muốn khiêu chiến số 6. Số 6, tiểu tử này hình như là huynh đệ Tiêu Phàm đi, thật đúng là lớn mật, liền Thánh Thành Bát Tuấn đều muốn khiêu chiến. Tiêu Phàm cuồng cũng liền thôi, thật sự cho rằng hắn cũng giống như Tiêu Phàm sao. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Quan Tiểu Thất cùng Độc Cô Trường Phong, không ít người càng là trào phúng. Sắc mặt Độc Cô Trường Phong không dễ nhìn, tựa như mình đã bị vũ nhục, lạnh lùng nhìn Quan Tiểu Thất đạp không mà đến. Bại tướng dưới tay, lần trước để ngươi chạy, thực coi là mình có chút cân lượng. Độc Cô Trường Phong quát lạnh, quanh thân gió xoáy vân dũng, từng đạo vòi rồng tải hư không gào thét, tựa như phong long chân chính. Nguyên lai chỉ là bại tướng dưới tay, vòng thi đấu này không giết người, mới dám đi ra khiêu chiến. Đám người xem thường nhìn Quan Tiểu Thất nói. Chạy, có vẻ như là ngươi chạy mới đúng chứ. Quan Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Độc Cô Trường Phong, thập phần nghiêm túc nói, lập tức cười ha ha, đúng rồi, bàn thạch thánh kiếm của ngươi đâu. Tại nơi này, Quan Tiểu Thất vừa dứt lời, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hai người tựa như đã sớm thương lượng xong, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên thêm ra một chuôi trường kiếm. Đám người hoàn toàn không biết bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm là thế nào cầm ra, phải biết, nơi này chính là không cách nào mở ra hồn giới. Chẳng lẽ Tiêu Phàm trên người có pháp bảo nửa mở thức không gian? Độc Cô Trường Phong, muốn tam ca cho ngươi mượn hay không? Bằng không qua một lúc thua lại trách ta khi dễ ngươi tay không tất sắt. Quan Tiểu Thất cười nói, thời điểm này còn không quên đả kích Độc Cô Trường Phong. Gia hỏa trêu chọc người, đối phương bình thường đều hận không thể làm thịt hắn, bởi vì hắn luôn luôn ngoài cười nhưng trong không cười. Hừ, mồm mép khéo léo, qua một lúc ta nhất định sẽ đánh ngươi cha mẹ nhận không ra. Độc Cô Trường Phong bị người khác như thế trêu chọc. Sát ý lập tức không thèm mảy may che giấu nở rộ mà ra. Mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng phế Quan Tiểu Thất hắn vẫn dám, lấy thân phận hắn coi như chiến hồn điện cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Không cần qua một lúc, hiện tại ta liền đánh ngươi cha mẹ không nhận ra. Quan Tiểu Thất cười nhạt một tiếng, cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. 3-4 trượng lớn trục nhật cung đốt cháy huyết kim sắc hỏa diễm, khí thế khiếp người. Quan Tiểu Thất giương tay vồ một cái, trục nhật cung chiến hồn vậy mà xuất hiện ở trong tay hắn. Hồng hộc, hồn lực ngưng tụ thành mũi tên phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, dù là chiến đế đỉnh phong tốc độ cũng không hơn cái này. Chiến đế hậu kỳ, Tiểu Thất lại mạnh lên, Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó tin, vừa nãy hắn còn không có nhìn ra, hiện tại mới phát hiện, Quan Tiểu Thất vậy mà đã đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh dị như thế. Phải biết,
hơn nửa tháng trước Quan Tiểu Thất mới đột phá chiến đế trung kỳ a, vậy mà nhanh như vậy lại đột phá một tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía Sở Phiền trong đám người nơi xa, giống tên nhóc kia, dù sao cũng là quá ít. Tiểu Thất nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, hơn nữa hiện tại lại là song sinh chiến hồn, trong vòng nửa tháng làm tiếp đột phá cũng rất bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, con người sắc bén liếc nhìn lấy bốn phía, kinh ngạc nói, lão nhị đâu? Tiêu Phàm trong đám người tìm kiếm Bàn Tử, nhưng mà làm hắn thất vọng là Bàn Tử căn bản chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ lão nhị cùng Tử Tinh Lôi Thú chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn? Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm Độc Cô Trường Phong gầm thét. Lần trước Bàn Tử tính cả Tử Tinh Lôi Thú cướp đồ vật ta, hôm nay, liền từ trên người ngươi tìm một chút lợi tức. Độc Cô Trường Phong quát lạnh một tiếng, trong bàn tay vòi rồng xông thẳng bốn phía Quan Tiểu Thất đi. Vòi rồng phát ra từng đợt thanh âm gầm thét, thanh âm vang dội vô cùng, màng nhĩ đám người đều có chút không chịu được. Không biết ta cũng lĩnh ngộ phong hỏa ý chí sao? Quan Tiểu Thất khẽ nói, thân hình đột nhiên lơ lửng tựa như một tờ giấy mỏng, tại hư không phiêu đãng, mặc cho cuồng phong cường đại như thế nào cũng đánh không đến người hắn. Cùng lúc đó, Quan Tiểu Thất dương cung cài tên, một cây hồn lực chi tiến cưỡi gió phá sóng, thẳng đến Độc Cô Trường Phong. Những phong long đó gió cuốn trên hồn lực chi tiễn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Điêu trùng tiểu kỹ, bàn tay Độc Cô Trường Phong khẽ run, từng đạo trưởng cương đánh ra, muốn đập nát những hồn lực chi tiễn đó, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Công kích từ xa cố nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích không thể sánh với cận thân công kích, Độc Cô Trường Phong tại U Minh Quỷ Quật cũng đột phá đến chiến đế hậu kỳ, những hồn lực chi tiễn nào được hắn để ở trong mắt. Nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình làm hắn kinh ngạc, chỉ thấy những hồn lực chi tiễn đó sắp đụng tới hồn lực trưởng cương của hắn lại đột nhiên cải biến phương hướng, từ khe hở hồn lực trưởng cương xuyên qua, tốc độ lại tăng lên gấp bội. Trên mặt Độc Cô Trường Phong trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí chỗ sâu đáy mắt còn lóe qua một tia kinh khủng, thời khắc vội vàng hắn lại liên tục đánh ra mấy trường, thân thể thừa cơ lui lại. Phốc phốc, tốc độ Độc Cô Trường Phong rất nhanh. Nhưng vẫn bị mấy cái hồn lực chi tiễn xẹt qua cánh tay, máu tươi bắn ra, trên trán hắn thẩm thấu ra không ít mồ hôi lạnh. Chỉ thiếu một chút xíu, cánh tay hắn liền bị hồn lực chi tiễn bắn thủng, nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Quan Tiểu Thất tràn ngập sát ý. Đáng tiếc! Quan Tiểu Thất thán một ngụm, lách mình ra khỏi phạm vi vòi rồng. Thật quỷ dị, đám người hít một hơi lạnh, phần lớn người đều xem thường tu sĩ công kích từ xa. Bởi vì người công kích từ xa chính diện đối địch hoàn toàn không chiếm ưu thế, chỉ có thể bị động mà thôi. Nhưng hôm nay, tiễn pháp Quan Tiểu Thất lại kinh tài tuyệt diễm, cho tất cả tu sĩ ở đây một cái cảnh tỉnh, nguyên lai cung tiễn cũng có thể chơi như vậy. Đạt tới chiến đế cảnh, cung tiễn đã không còn là cung tiễn phổ thông, mà là cung tiễn gia trì lực lượng ý chí, dù là mũi tên ly thể, xạ thủ tùy thời có thể khống chế phương hướng mũi tên. Ý chỉ cuồng sinh cũng bị tiễn pháp Quan Tiểu Thất làm cho chấn kinh. Khống chế phương hướng mũi tên không khó, nhưng người khống chế tinh chuẩn như thế lại cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, kẻ này thiên phú tiễn đạo chính là thiên tài trăm năm khó gặp một lần ở Vô Song Thánh Thành. Mặc dù Diệp Thệ Thủy rất khó chịu Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả người cùng Tiêu Phàm có quan hệ hắn đều không thích, nhưng vẫn không keo kiệt ca ngợi Quan Tiểu Thất. Điện chủ đại nhân là động tâm thu đồ đệ. Úy chỉ cuồng sinh hơi ngoài ý muốn, hắn rất ít thấy Diệp Thệ Thủy khen người khác. Hãy chờ xem. Diệp Thệ Thủy đổi chủ đề, hắn ngược lại là có tâm thu Quan Tiểu Thất làm đồ đệ, nhưng ở giữa bọn hắn lại có Tiêu Phàm, hắn không thể làm gì hơn. Tiểu tử, người đã làm ta phẫn nộ, ta muốn để ngươi biết rõ hậu quả khi làm ta phẫn nộ. Độc Cô Trường Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân khí thế phóng đại, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh bạch sắc. Đó là hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành. Đây là bí kỹ đặc thù của Độc Cô gia tộc, phong dực. Nghe đồn, tốc độ phong dực người cùng giai không ai có thể địch. Liền bí kỹ bậc này đều thi triển ra, xem ra Độc Cô Trường Phong thật phẫn nộ rồi. Có thể làm bị thương Độc Cô Trường Giật, người này cũng đáng tự ngạo, hơn nữa còn làm cho Độc Cô Trường Phong thi triển phong dực. Đám người kinh ngạc nhìn cánh hồn lực to lớn phía sau Độc Cô Trường Phong. Trong lòng thập phần chấn kinh. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là bí kỹ đó, cũng chỉ có những đại gia tộc siêu cấp mới có thể nắm giữ.
lại sử dụng cánh điểu nhân. Quan Tiểu Thất hơi nhíu mày, hắn thấy qua Độc Cô Trường Phong thi triển phong dực, tốc độ sẽ tăng lên 1-2 lần, cùng giai bên trong thật đúng là không mấy người đuổi kịp tốc độ của hắn. Bất quá, tốc độ cũng là điểm mạnh của Quan Tiểu Thất, hắn không cho rằng bản thân yếu hơn so với Độc Cô Trường Phong. Giết, nghe thấy Quan Tiểu Thất nói, sát ý Độc Cô Trường Phong triệt để bạo phát, sát khí trùng thiên, lấy trưởng đao giận bổ xuống, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, liền hư không rất giống bị xé ra một đường vết rách. Ngươi không chỉ là một tiểu điểu, mà còn là một tiểu điểu phẫn nộ. Không gian xung quanh Quan Tiểu Thất rung động tần suất tăng tốc, trên người tản mát ra một cỗ ba động huyền diệu. Đột nhiên, thân hình Quan Tiểu Thất khẽ động, thân thể hắn một phân thành hai, ngay sau đó lại phân làm bốn, bốn phân thành tám. Mấy tức sau, hư không liền xuất hiện vô số Quan Tiểu Thất, Tiểu Thất đều cầm trong tay trục nhật cung, mũi tên hướng ngay Độc Cô Trường Phong. Trục ảnh, có rất nhiều thân ảnh Quan Tiểu Thất đồng thời mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại hư không, đinh tai nhức óc, trong thanh âm còn mang theo một loại âm ba công kích quỷ dị. Siêu siêu theo tiếng nói phát ra, một mũi tên phá không bay tới, mũi tên đầy trời từ bốn phương tám hướng tập trung vào Độc Cô Trường Phong. Trường đao của Độc Cô Trường Phong chém giết mấy hư ảnh của Quan Tiểu Thất, nhưng căn bản không đụng được đến góc áo của Tiểu Thất. Nhìn thấy ngàn vạn mũi tên phá không mà tới, thần sắc Độc Cô Trường Phong cũng ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù hắn biết rõ uy lực những mũi tên này, không có khả năng mỗi mũi tên đều có thể bắn giết cường giả chiến đế, nhưng mà hắn không dám đánh cược. Khẽ cắn môi, Độc Cô Trường Phong tựa như ra quyết định, đột nhiên, từng luồng hào quang màu tím từ đỉnh đầu Độc Cô Trường Phong hiện ra. Ong ong hào quang màu tím nở rộ ra, như là gợn sóng tuôn trào về bốn phương tám hướng, quỷ dị là, lúc những mũi tên kia chạm đến tia sáng tím, vậy mà lại tan rã ra. Ngay lúc đó, đỉnh đầu trống rỗng của Độc Cô Trường Phong xuất hiện một con cự điêu màu tím lớn 5-6 trượng, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn chằm chằm một hướng, dường như nhìn thấu tất cả. Tìm được ngươi rồi. Khóe miệng Độc Cô Trường Phong lạnh lẽo, đôi cánh dương ra, hóa thành một vệt sáng hướng thẳng tới một hướng. Cửu phẩm chiến hồn tử thiên điêu, con người đám người hơi co lại, hắn chỉ vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế liền khiến rất nhiều người không cách nào chịu đựng nổi, có thể thấy cửu phẩm chiến hồn đáng sợ thế nào. Phốc suy một tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mũi tên hồn lực, trực tiếp xuyên thủng cửu phẩm chiến hồn tử thiên điêu, hư không ánh sáng tím bắn ra bốn phía. Đồng thời, một bàn tay của Độc Cô Trường Phong hóa thành móng vuốt cắm vào ngực Quan Tiểu Thất, lạnh giọng nói, có thể bức ta sử dụng ra chiến hồn, người cũng có thể tự hào rồi đó. Người có vẻ như quá mức tự tin. Thanh âm Quan Tiểu Thất từ hướng khác vang lên. Ngay sau đó, Quan Tiểu Thất trước người Độc Cô Trường Phong đột nhiên tan theo gió, hiển nhiên, đây chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Hư không vẫn có rất nhiều hư ảnh của Quan Tiểu Thất. Tất cả đều lộ ra nụ cười y chang nhau nhìn Độc Cô Trường Phong nói, ta nói ngươi chỉ là một tên người chim, ngươi còn không tin, đến cả chiến hồn cũng là chim. Ngươi không biết ta còn có danh xưng khác à? Sắc mặt Độc Cô Trường Phong âm trầm, còn ngươi sắc bén thỉnh thoảng liếc nhìn tứ phương, trong lòng hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí ngay cả Tử Thiên Điêu cũng nhìn không ra Quan Tiểu Thất thật ở đâu. Ngươi nhớ kỹ, danh xưng khác của ta là cao thủ bắn chim chuyên bắn những dạng chim ngốc như ngươi. Thanh âm Quan Tiểu Thất vang lên lần nữa, những chỗ nào có thân ảnh của Tiểu Thất đều giơ chiến hồn trục nhật cung trong tay lên. Thanh âm siêu siêu lít nha lít nhít, hồn lực chi tiễn đầy trời như mưa nhào về phía Độc Cô Trường Phong. Thần sắc Độc Cô Trường Phong ngày càng khó nhìn, vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Quan Tiểu Thất một tiễn bắn trúng chiến hồn, mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng đối với hắn chính là bị sỉ nhục. Thua trong tay một kẻ ngoại lai khiến hắn về sau không còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước mặt tu sĩ vô song thánh thành khác, đoán chừng đi đến đâu cũng đều có người nói xấu sau lưng. Nếu không tìm được ngươi, vậy ta giết toàn bộ. Trong mắt Độc Cô Trường Phong lóe qua tia đỏ vằn, lộ ra một loại khát máu hung ác. Tử quang long ngâm, Độc Cô Trường Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cùng Tử Thiên Điêu hòa làm một thể. Sau một khắc, chỉ thấy Tử Thiên Điêu há mồm phát ra từng đợt thanh âm kêu to bén nhọn. Ngay lúc đó, trong con người Tử Thiên Điêu bắn ra từng luồng sáng tím, lít nha lít nhít, che kín hư không, dày đặc hơn và càng hung lệ hơn cả hồn lực chi tiễn của Quan Tiểu Thất. Ầm ầm ầm, hư không truyền đến từng đợt nổ vang,
mũi tên hồn lực cùng luồng sáng tím kia đâm vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm nổ lớn, hồn lực ba động đáng sợ cùng quang mang bao phủ hoàn toàn nơi đó, hư không cuồng bạo tới cực điểm. Người nào thắng, đám người đã không nhìn thấy những thứ bên trong phát sinh, hư không quá mức bạo loạn, dùng hồn lực dò xét đều bị đánh phản lại. Âm thanh bén nhọn chói tai như muốn đâm phá màng nhĩ người ta, một vài tu sĩ cách gần đó đều bị đau màng nhĩ, còn có người máu tươi trực tiếp chảy ra. Quan tiểu thất kia tuy mạnh, nhưng mà vẫn có chênh lệch nhất định với Độc Cô Trường Phong. Sở Nhạn Nam mở miệng, trước đó bị quan tiểu thất châm chọc, hắn chỉ ước quan tiểu thất bị Độc Cô Trường Phong giết chết. Tiêu Phàm nhíu mày lại, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, lóe qua một tia lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, Tử Quang Long Ngâm, chủ đạo nhất hẳn là âm ba công kích, sóng âm thực chất hóa thành ánh sáng màu tím mà thôi. Trên người Tiểu Ngũ có Thiên Âm Thánh Tiêu, chuyên khắc lại âm ba công kích. Đang lúc mọi người lo lắng, phía chính giữa hồn lực phong bạo nhất, thân ảnh quan tiểu thất sốt cục lộ ra, ánh sáng tím từ bốn phía trào lên trên người hắn. Ngươi tại sao lại không bị gì? Độc Cô Trường Phong kinh hãi nhìn quan tiểu thất, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Chiêu này cơ hồ đã là át chủ bài lớn nhất của hắn, chiến hồn cùng cơ thể hòa làm một, thì triển âm ba công kích, dù là chiến đế đỉnh phong cũng không tiếp nhận được. Quan tiểu thất đứng ở chính giữa chỗ sóng âm vậy mà không bị hề hấn gì, trên mặt lộ ra nụ cười tủm tỉm, thanh âm bén nhọn này với hắn mà nói tựa như là âm thanh kỳ lạ nhất thế gian. Ta nói, ta là cao thủ bắn chim. Bắn chim chuyên nghiệp 20 năm, chuyên bắn dạng chim ngốc như ngươi, chỉ dựa vào tiếng chim hót này của ngươi cũng muốn đánh bại ta ư. Quan tiểu thất làm người khác tức chết cũng không đền mạng. Giờ phút này bên ngoài thân hắn đang nhộn nhạo một tầng hồn lực ba động nhàn nhạt, đó là lực lượng Thiên Âm Thánh Tiêu. Không thể không nói, chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu này rất đặc thù, âm ba công kích tương tự căn bản không làm gì được hắn. Nhận thêm một tiễn của ta. Không đợi Độc Cô Trường Phong mở miệng, quan tiểu thất lại liên tiếp bắn ra ba mũi tên, tốc độ không thể tưởng tượng được, so với Độc Cô Trường Phong thi triển phong dực còn nhanh hơn vài phần. Độc Cô Trường Phong mặc dù tránh thoát hai mũi tên, nhưng mũi tên thứ ba lại trực tiếp xuyên thủng bả vai Độc Cô Trường Phong, khiến cho Tử Thiên Điêu bị một vết thương nhẹ. Ngay sau đó, hồn lực phong bạo bốn phía biến mất, thân thể Độc Cô Trường Phong bắn ngược ra, bay trên không mấy chục trượng mới dừng lại. Bả vai hắn nhiễm đỏ máu tươi. Độc Cô Trường Phong bại rồi. Đám người mắt trợn tròn, kết quả này hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu. Người thắng đáng lẽ là Độc Cô Trường Phong chứ, tại sao lại là quan tiểu thất? Hô một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Trường Phong, lại có tới mấy mũi tên xuyên thủng thân thể Độc Cô Trường Phong, hư không máu tươi chảy ra. Mỗi một tiễn quan tiểu thất đều bắn vô cùng đúng chỗ. Vừa có thể bắn trúng chỗ yếu điểm của hắn, tuy không giết chết hắn nhưng lại có thể khiến hắn không có sức hoàn thủ nào. Độc Cô Trường Phong trán nổi gân xanh, một phần là do phẫn nộ, một phần là do đau đớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mình vậy mà thua ở trong tay một kẻ ngoại lai, hắn hận không thể cắt quan tiểu thất thành tám mảnh. Ngươi thua rồi, quan tiểu thất hung hăng dùng chân đạp Độc Cô Trường Phong vào trong đất bùn, trục nhật cung chiến to lớn trong tay hồn kéo thành hình trăng tròn. Mũi tên hồn lực hướng ngay mi tâm hắn. Chỉ cần một tiễn này bắn ra, Độc Cô Trường Phong tuyệt đối phải chết. Trận chiến này, quan tiểu thất thắng. Quan tiểu thất tăng lên hạng 6, Độc Cô Trường Phong lui xuống hạng 18. Lão giả áo xám sợ quan tiểu thất giết Độc Cô Trường Phong thật, vội vàng mở miệng nói. Quan tiểu thất lúc này mới hài lòng thu hồi trục nhật cung, quay người đi mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói, phải rồi. Chiêu thức kia của ngươi cũng đừng gọi là Tử Quang Long Ngâm gì gì, từ Long Ngâm không khó nghe như vậy, thực không biết tại sao Thánh Thành Bát Tuấn các ngươi đều tự luyến như thế. Nói đến đây, quan tiểu thất không khỏi khiêu khích nhìn Sở Nhãn Nam nơi xa một cái. Sở Nhãn Nam nào không nghe ra trong lời nói của quan tiểu thất có ẩn ý, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn quan tiểu thất, lạnh giọng nói tiểu tử, có giỏi thì khiêu chiến với ta. Quan tiểu thất bĩu môi nói, ngươi cho rằng ta ngu như ngươi sao? Ngươi, Sở Nhãn Nam tức giận, nhưng căn bản không làm gì được quan tiểu thất, ai bảo hắn còn xếp ở phía trước quan tiểu thất chứ? Quan tiểu thất, ngươi vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến, mời lựa chọn người để khiêu chiến, hoặc là từ bỏ. Thanh âm lão giả áo xám tiếp tục vang lên. Quan tiểu thất khẽ nhíu mày,
quét năm người phía trước một cái, khi nhìn qua Sở Nhạn Nam, trong con ngươi Sở Nhạn Nam tràn ngập vẻ khiêu khích. Dù sao vẫn còn hai cơ hội, nghỉ một lát trước đã, ta từ bỏ. Quan Tiểu Thất suy nghĩ một chút nói. Hắn kỳ thật rất muốn tiếp tục khiêu chiến, hắn đột phá chiến đế hậu kỳ, nắm giữ song sinh chiến hồn, chưa hẳn yếu hơn Sở Nhạn Nam, nhưng Tiêu Phàm truyền âm bảo hắn từ bỏ. Năm người phía trước không ai đơn giản cả. Đương nhiên, hắn tin tưởng với thực lực Quan Tiểu Thất, đánh với Diệp Thiên Tuyết một trận có lẽ vẫn không có vấn đề lớn. Dựa vào tốc độ, Quan Tiểu Thất đã có thể đứng ở thế bất bại. Độc Cô Trường Phong, hiện tại ngươi là số 18, ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến hay là từ bỏ? Lão giả áo xám lại hỏi. Hai mắt Độc Cô Trường Phong đỏ bừng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Quan Tiểu Thất không biết đã chết bao nhiêu lần. Hồi lâu, hắn cắn răng nói, ta từ bỏ. Giờ phút này bản thân hắn bị trọng thương, muốn cử động cũng khó, làm sao có thể tiếp tục khiêu chiến chứ? Dù sao còn hai cơ hội nữa, hắn cũng không quan tâm lần này. Lần tiếp theo khi đến lượt hắn khiêu chiến, thương thế cũng có thể đã khôi phục vài phần. Số 17. Khiêu chiến lại tiếp tục, mấy canh giờ tiếp, Tiêu Phàm lại bị người khác khiêu chiến hai lần, có điều lần này, Tiêu Phàm không tận tuyệt như vậy, cho bọn hắn lưu một cái quần lót. Rốt cục đến phiên số 11, Tiêu Phàm không khỏi quay đầu liếc mắt một cái, bởi vì người này hắn cũng quen biết, không phải ai khác, chính là con trai của Úy Chỉ Cuồng Sinh Úy Chỉ Triều Giải. Lần trước Úy Chỉ Triều Giải bị Tiêu Phàm dùng một quyền chấn thương, hắn liền ngày đêm tu luyện, một tháng tiếp theo lại có tiến bộ rất lớn, đã đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm, lại đến chiến một trận. Không đợi người chủ trì lão giả áo xám mở miệng, Úy Chỉ Triều Giải liền quát to một tiếng, tiến lên về vị trí Tiêu Phàm. Lão giả áo xám cười khổ một hồi, nhưng cũng không thể làm gì. Ai kêu cha ruột Úy Chỉ Triều Giải hắn còn ở cách đó không xa, vừa vặn nói, số 11, khiêu chiến số 10, bắt đầu. Nhìn thấy Úy Chỉ Triều Giải đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói, ngươi cũng muốn bị cởi chỉ còn cái quần lót. Nếu như ta thua, cởi thì cũng có sao. Úy Chỉ Triều Giải vô cùng bá đạo, cũng cực kỳ tự tin, nắm đấm dũng mãnh, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, tốc độ nhanh vô cùng. Úy Chỉ Triều Giải căn bản đến cả góc áo hắn cũng không đụng tới được. Lực lượng Úy Chỉ Triều Giải quả thực đáng sợ, hắn có một cỗ quái lực, người bình thường khó mà tiếp được. Nhưng mà, tốc độ lại là vết thương chí mạng của hắn, dù là tu sĩ phổ thông cùng cấp cũng nhanh hơn so với hắn. Tiêu Phàm, có gan đừng chạy, chính diện đấu với ta. Úy Chỉ Triều Giải kêu to, trong đầu căn bản chỉ chứa toàn cơ bắp. Lần trước hắn thua Tiêu Phàm, chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm, lấy lại danh dự. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngoài thân thể phóng ra kim quang nhàn nhạt, sau đó như rồng bay ra biển, hung mãnh đập một quyền về Úy Chỉ Triều Giải. Lưu tinh hám thiên. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Giữa quyền cương mang theo một cỗ kình phong, hư không như bị xé mở ra. Lại là quyền này, Úy Chỉ Triều Giải cười lạnh, lần trước hắn bị bại chính ở dưới quyền này. Sau khi trở về hắn nghiền ngẫm rất lâu, rốt cục tìm được sơ hở của quyền này. Chỉ cần lực lượng của ta bộc phát duy nhất một lần, không cho ngươi cơ hội thở dốc, ngươi nhất định sẽ thua, đây chính là kết cục của việc ngươi khinh thường ta. Trong lòng trầm ngâm, Úy Chỉ Triều Giải đã cười thầm trong bụng. Lần trước cùng Tiêu Phàm giao chiến, Tiêu Phàm thi triển lưu tinh hám thiên, ngay từ đầu liền rằng co một chỗ với hắn. Trải qua vài phút, khí thế Tiêu Phàm ngày càng mạnh, mà Úy Chỉ Triều Giải hắn lại ngày càng yếu, cho nên hắn mới có thể thua. Hắn nghĩ, nếu như tiếp tục đối mặt quyền này, lần thứ nhất hắn liền thi triển toàn lực, Tiêu Phàm tất nhiên không ngăn cản nổi, coi như Tiêu Phàm còn có dư lực cũng nhất định phải thua. Úy Chỉ Triều Giải tựa như nhìn thấy cảnh tượng bản thân giành thắng lợi. Khi thấy sắp tới gần Tiêu Phàm, đỉnh đầu Úy Chỉ Triều Giải đột nhiên hiện lên một hư ảnh to lớn. Đó là một cây búa kim quang chói mắt, lưỡi búa cương mãnh bá đạo, phảng phất có thể phá vỡ bầu trời. Bát phẩm chiến hồn kim cương nguyên phủ, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ kinh dị, chỉ nắm giữ bát phẩm chiến hồn đã có thể có thực lực dạng này, thiên phú của Úy Chỉ Triều Giải thực sự cũng không tồi. Nếu như hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, có lẽ có thể chiến một trận cùng Thánh Thành Bát Tuấn. Kim cương nộ quyền, gầm lên giận dữ,
Úy Chỉ Chiều giải dùng hết toàn lực hung hăng đập tới Tiêu Phàm, hắn muốn tìm lại cục diện lần trước. Oanh, tiếng vang cực lớn, cương phong bá đạo, nắm đấm của hai người trong nháy mắt đâm vào một chỗ, hư không nhấc lên một trận phong bạo đáng sợ. Ầm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, thân thể Úy Chỉ Chiều giải như là con diều bị đứt dây bay ngược về hư không. Cái này, đám người hít một hơi lạnh, Úy Chỉ Chiều giải là thiên sinh thần lực, lại bị Tiêu Phàm dùng một quyền bắn bay. Tiêu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, hiện tại hắn tu luyện bất diệt kim thân tới đỉnh phong, lại cộng thêm u linh chiến hồn cùng huyết mạch hòa làm một, sức mạnh thân thể hắn đã đến một cấp độ khủng bố. Dù là chiến đế đỉnh phong cũng không dám đối chiến với hắn, huống chi là Úy Chỉ Chiều giải. Lúc này, Úy Chỉ Chiều giải bộ dáng chật vật từ đằng xa bay tới, một cánh tay hoàn toàn bị gãy, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? So với lần trước, Úy Chỉ Chiều giải hắn đã đột phá đến chiến đế trung kỳ, hơn nữa cố ý tu luyện một loại quyền pháp chiến kỹ, không nghĩ tới lại thua, hơn nữa còn thua hoàn toàn so với lần trước. Bởi vì ta cũng mạnh hơn rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đối với con cá ngu ngốc này, Tiêu Phàm thật sự cũng không muốn đả kích hắn, chỉ là nể mặt phụ thân hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ là trong chiến đấu, việc bị thương không thể tránh được. Tiêu Phàm đã thu bớt vài phần khí lực, bằng không mà nói, Úy Chỉ Chiều giải sẽ không chỉ đơn giản bị đứt một cánh tay như vậy. Ngươi tự mình cởi, hay là ta giúp ngươi? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, lão giả áo xám trên không trung biến sắc, tiểu tử này sẽ không ngay trước mặt Úy Chỉ Cuồng Sinh để con trai của hắn chạy trần truồng chứ. Lão giả áo xám vừa định ngăn cản, Úy Chỉ Chiều giải đột nhiên nửa quỳ tại hư không, nói Tiêu Phàm, xin ngươi dạy ta quyền pháp. Ách, Tiêu Phàm hoàn toàn không phản ứng kịp, cũng căn bản không nghĩ tới cảnh tượng này, cổ quái nói, ngươi coi là làm như vậy thì có thể thoát à. Chỉ cần ngươi bằng lòng dạy ta quyền pháp. Ta cởi thì cũng có sao. Úy Chỉ Chiều giải một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, trực tiếp cởi chiến giáp ra. Chờ chút. Tiêu Phàm bị Úy Chỉ Chiều giải hoàn toàn đánh bại, ta sẽ không dạy ngươi quyền pháp, cũng không dạy được ngươi quyền pháp. Quần áo ngươi cũng không cần cởi nữa, trọng tài, tiếp tục đi. Tiêu Phàm oán thầm một trận, ngươi ép cái đầu ngươi, còn muốn ta dạy ngươi quyền pháp, đây không phải cố ý chơi ta sao. Trận chiến này, số 10 thắng. Lão giả áo xám cũng vội vàng tuyên bố, sợ Tiêu Phàm hối hận sau đó lại kêu lên, số 10, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Trong lúc Tiêu Phàm nói, không khỏi âm thầm nhìn Úy Chỉ Cuồng Sinh một cái, lại phát hiện Úy Chỉ Cuồng Sinh vậy mà lộ ra một tia thất vọng. Tiêu Phàm không khỏi oán thầm, Úy Chỉ Chiều giải muốn ta dạy hắn quyền pháp, không phải là do lão gia hỏa này giật dây chứ. Với sự hiểu biết của Tiêu Phàm về Úy Chỉ Cuồng Sinh, hắn thật đúng là có thể làm như vậy. Đương nhiên, đối với Úy Chỉ Cuồng Sinh, Tiêu Phàm vẫn phát ra kính sợ cùng cảm kích từ nội tâm, ý chí người này hiếm ai có thể sánh được. Số 10, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Thanh âm lão giả áo xám tiếp tục vang lên. Đến ta, Tiêu Phàm tự chỉ vào mình hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần, số 10 không phải chính là Tiêu Phàm hắn sao? Còn người Tiêu Phàm đảo qua 9 bóng người đỉnh núi phía trước. Trước tiên rơi vào trên người Diệp Lâm Trần, nói thật, Tiêu Phàm vẫn rất muốn giáo huấn Diệp Lâm Trần một cái. Lúc trước nếu như không phải Diệp Lâm Trần cưỡng ép mang tiểu ma nữ đi, đoán chừng cũng không có nhiều chuyện phát sinh như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải muốn đón tiểu ma nữ về, Tiêu Phàm hắn khả năng cũng sẽ yên lặng vô danh, không thể nào leo lên sân khấu lớn như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiếp tục nhìn về phía trước, Tô Mạch Hàn. Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất, những người này hắn cũng lần lượt loại bỏ. Về phần số 4 Sở Nhãn Nam, Tiêu Phàm lại trực tiếp lướt qua, trước đó Sở Nhãn Nam biểu hiện quá mức tự luyến, nghiễm nhiên chính là một thằng hề. Tiêu Phàm không có tâm tình đi khiêu khích một thằng hề. Nếu như khiêu chiến Sở Nhãn Nam, há không phải chứng minh là Tiêu Phàm hắn còn không bằng một thằng hề. Vậy thì, chỉ còn lại 3 người cuối cùng, Tiêu Phàm hơi trầm ngâm. Diệp Thệ Thủy không muốn để cho chiếm 3 vị trí đầu, cố ý để người Tam Cung Tam Các cũng tham dự. Nếu đã vậy, vậy trước tiên động thủ từ con gái hắn. Ta chọn số 3. Con người Tiêu Phàm rơi vào đỉnh núi thứ 3 trên người Diệp Thiên Tuyết. Vậy mà lại chọn Diệp Băng Sơn. Tiêu Phàm này chả lẽ cho là nữ nhân dễ ức hiếp,
cho nên mới chọn Diệp Thiên Tuyết. Tòa băng sơn này không phải dễ vượt qua như vậy. Có trò hay xem rồi, từng ấy năm tới nay, có vẻ như còn chưa thấy Diệp Thiên Tuyết đại chiến với ai. Nếu Tiêu Phàm có thể chinh phục tòa băng sơn này, vậy đáng được ca tụng. Rất khó, Tiêu Phàm dù lợi hại thế nào, đoán chừng cũng không phải đối thủ Diệp Băng Sơn. Hãy chờ xem, nghe nói Diệp Băng Sơn tra tấn người rất khủng bố. Ha ha, Tiêu Phàm thật là có gan, lần này rốt cục có thể thấy hắn bị mất mặt. Đám người nghe thấy Tiêu Phàm muốn khiêu chiến Diệp Thiên Tuyết, lập tức lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần là người vô song thánh thành, không ai không biết tên Diệp Thiên Tuyết. Lạnh, đây là hình dung tốt nhất về Diệp Thiên Tuyết, nàng lạnh, đừng nói là nam nhân, dù là nữ nhân cũng chưa chắc dám tới gần nàng. Đã từng có thanh niên đại gia tộc không tin, muốn đuổi theo Diệp Thiên Tuyết, về sau trực tiếp bị Diệp Thiên Tuyết phế, không chỉ phế tu vi, còn phế cả năng lực nam nhân. Từ đó về sau, cái lạnh lùng của Diệp Thiên Tuyết liền truyền khắp vô song thánh thành, không nam nhân dám theo đuổi nàng, càng không cần nói là đi khiêu chiến nàng. Cho dù có thực lực cũng phải có lá gan nữa. Chẳng lẽ ta chọn sai sao? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, tiếng tu sĩ bốn phía nghị luận hắn tất nhiên nghe vào trong tai. Hắn thừa nhận Diệp Thiên Tuyết rất lạnh, cũng rất mạnh, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lắc mình mấy cái, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở đỉnh núi thứ ba, đối lập với Diệp Thiên Tuyết phía xa xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Tuyết đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Đứng ở đó dường như trường tồn ngàn năm, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, một cỗ khí tức rét lạnh trên người thỉnh thoảng tuôn ra. Thật đúng là băng sơn vạn năm. Tiêu Phàm âm thầm oán thán, dù cách xa mấy chục trượng cũng cảm nhận được một loại lãnh ý đến từ trong thực chất. Diệp Thiên Tuyết chậm rãi tiến lên, thần sắc đạm mạc nắm lấy một chuôi bảo kiếm thủy tinh bạch sắc trong suốt đạp không đi tới, trên bảo kiếm tràn ngập hàn ý, cùng khí chất nàng vô cùng tương xứng. Trong mắt Diệp Thiên Tuyết không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như đang nhìn một người chết. Khí tức này, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng không phải hắn sợ, mà là khí tức phát ra trên người Diệp Thiên Tuyết, khiến hắn có loại cảm giác hết sức quen thuộc. Loại hàn khí này, tựa như trong nháy mắt liền có thể đông kết thần hồn người ta. Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết, trong lòng kinh ngạc nói, băng tộc huyết mạch. Khí tức này chính là khí tức băng tộc huyết mạch, giống Long Vũ y hệt, chỉ là Diệp Thiên Tuyết cường đại hơn mà thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, người nắm giữ huyết mạch chi lực cực kỳ thưa thớt, nhưng mà những ngày qua, hắn lại thường xuyên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, hắn ở Diệp gia liền phát hiện hai người nắm giữ huyết mạch chi lực, ngoài Diệp Thiên Tuyết giữ băng tộc huyết mạch ra, tiểu ma nữ còn nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Không biết trên người Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần có huyết mạch chi lực hay không? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, không thể không nói, bản thân Diệp Thệ Thủy không được tốt lắm, nhưng con cái hắn ai cũng bất phàm. Nếu như Diệp Thệ Thủy nơi xa biết Tiêu Phàm nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp tát tới một cái. Hô, cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Tuyết đột nhiên cử động, lưu lại một đạo huyễn ảnh bạch sắc tại hư không, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đông kết. Hàn khí cuồng bạo bốc lên. Bang, Tiêu Phàm không chút do dự dùng bàn thạch thánh kiếm ngăn trước người. Hắn nắm giữ tu la huyết mạch, biết rõ huyết mạch chi lực đáng sợ thế nào, nếu như Tiêu Phàm toàn lực thi triển tu la huyết mạch thì dưới cảnh chiến thánh hắn không sợ ai cả. Phải biết, đây còn có nguyên nhân là tu la huyết mạch của hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mặt khác, huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ không ảnh hưởng chiến hồn cùng hồn lực. Có điều sẽ có ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất đối với thực lực. Tựa như bàn tử, trước khi chưa giác tỉnh chiến hồn, mặc dù có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng mà tuyệt đối không khủng bố được bây giờ, lúc trước còn ở chiến hoàng cảnh đỉnh phong chém giết chiến đế trung kỳ. Oanh long long, từng đợt tiếng hồn lực bạo động vang lên, hai người dùng tư thái cuồng mãnh đâm vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bay vụt, từng đạo kiếm khí bắn về bốn phương tám hướng. Không gian dường như bị cắt ra. Hai người ai cũng không lui một bước, rằng co tại hư không, một cỗ hàn ý khủng bố từ trên người Diệp Thiên Tuyết tràn ngập ra, quét sạch mấy trăm trượng xung quanh. Không hổ là băng tộc huyết mạch, hàn ý thật đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, hàn khí kia dọc theo chuôi kiếm băng tinh bạch sắc tràn ngập về hướng bàn thạch thánh kiếm, sau đó từ bàn thạch thánh kiếm quét sạch cánh tay cùng toàn thân Tiêu Phàm.
Nếu như là lần đầu tiên đụng phải cỗ hàn ý này, Tiêu Phàm nhất định sẽ thua, bởi vì lần đầu tiên gặp phải hàn khí băng tộc huyết mạch hắn trong nháy mắt liền bị đông kết. Nhưng mà lần trước hắn đụng tới Long Vũ, biết rõ vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn trên người bản thân không sợ hàn khí này, thậm chí ngay cả phệ hồn huyết tằm cũng không e ngại. Phệ hồn huyết tằm, nuốt cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm vừa quát, phệ hồn huyết tằm bên trong hồn hải trong nháy mắt xuất hiện ở trong huyết mạch cánh tay phải hắn, tất cả hàn khí trong nháy mắt bị nó thôn phệ không còn chút nào. Gia hỏa này thực lực bây giờ cũng không yếu, mỗi lần Tiêu Phàm thôn phệ hồn lực đều là nó cùng u linh chiến hồn kiếm được thứ tốt. Nó hiện tại đã là bát giai hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bát giai đỉnh phong. Phệ hồn huyết tằm như tên của nó, chỉ cần là hồn lực, nó liền có thể thôn phệ. Hàn ý này cũng là hồn lực biến thành, nó tất nhiên không cự tuyệt. Tiêu Phàm rất chờ mong nó có thể đột phá bát giai đỉnh phong, một khi đột phá bát giai đỉnh phong, dù là chiến thánh cũng chưa chắc dám khinh thường nó, đến lúc đó hắn lại có thêm một át chủ bài lớn. Dùng đến chiêu này mặc dù ám muội, nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh, đây chính là át chủ bài tốt. Người vậy mà không bị làm sao? Hồi lâu sau, Diệp Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, lạnh như băng phun ra một câu, thần sắc không hề bận tâm, trong mắt không có bất kỳ sắc thái nào. Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng ngươi bị câm điếc chứ. Tiêu Phàm nhìn Diệp Thiên Tuyết thản nhiên nói, tựa như âm mưu bị phát hiện. Hừ, Diệp Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, một kiếm đẩy Tiêu Phàm ra, thân thể nhẹ như yến lui lại. Nhưng khi nàng bay ra cách 3-4 trượng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn băng kiếm khí khuấy động ra, kiếm khí vô cùng lạnh lẽo, lăng lệ. Tu sĩ bốn phía cách đó khoảng 20 mét đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, đến da rẻ đều có chút đau nhức, huống chi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giơ bàn thạch thánh kiếm lên liên tục chém ra mấy kiếm, tốc độ của hắn nhìn thì rất chậm, nhưng lại kỳ diệu ngăn được một kiếm kia, thân thể cũng nhân đó bay ngược ra. Quỷ dị là hàn băng kiếm khí kia cũng không tiêu tán, mà hóa thành từng khối băng tinh nhỏ bé xuất hiện ở bốn phía hư không, tạo thành lồng bao vây Tiêu Phàm trong đó. Tiêu Phàm thấy rõ từ trong những băng tinh kia vô số hình chiếu bản thân, chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một cỗ bất an nồng đậm. Cũng đúng lúc này, một tàn ảnh ở trong mắt Tiêu Phàm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Tuyết đã đến gần hắn, đón đầu một kích giận dữ chém xuống. Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, băng tinh kiếm trong tay Diệp Thiên Tuyết đột nhiên nổ tung, trường kiếm Tiêu Phàm gảy nhẹ, thân thể Diệp Thiên Tuyết cũng phân thành hai. Giả, con người Tiêu Phàm hơi co lại, không đợi hắn lấy lại tinh thần, bốn phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh lít nha lít nhít, tất cả đều là động tác Diệp Thiên Tuyết cầm kiếm đánh tới. Huyền kính chi sát, một tiếng tiếng quát nhẹ đạm mạc vang lên, bỗng nhiên, vô số Diệp Thiên Tuyết cùng nhau chém một kiếm xuống, khí thế khiếp người. Giống như sóng dữ ngập trời, liên miên bất tuyệt. Dù là Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu, dùng mình, không chút do dự thi triển bất diệt kim thân, ngoài thân phóng ra kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cầm kiếm càn quét ra, khẽ quát một tiếng, kiếm chi luật động. Phanh 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 phanh, thanh âm băng tinh nổ nát vụn không ngừng vang lên, trong hư không, vô số kiếm khí xuyên thủng thân ảnh Diệp Thiên Tuyết, trong nháy mắt hóa giải 8 phần lực công kích. Nhưng mà, vẫn có 2 phần công kích chạm xuống trên người Tiêu Phàm, phát ra thanh âm kim loại va chạm. Quần áo hắn bị xé nát, lộ ra cơ bắp nửa người trên màu đồng cổ, cơ bắp cứng cáp hữu lực tản ra kim quang nhàn nhạt. Băng tộc bí kỹ sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, phàm là liên quan đến bí kỹ liền có quan hệ tới truyền thừa cùng huyết mạch, người bình thường không dễ dàng có thể ngăn cản. Tựa như một kích vừa rồi. Nếu như không phải bất diệt kim thân của Tiêu Phàm đã tu luyện tới cảnh giới tam trọng đỉnh phong có lẽ phải chịu thiệt thòi lớn, nếu không mất mạng cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Chiêu này cũng có thể ngăn cản. Trong lòng đám người run lên bần bật, lúc bọn hắn nhìn thấy một kích tất sát, Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở được, hơn nữa còn không bị chút tổn hại nào. Hắn vậy mà nắm giữ chiến kỹ phòng ngự cơ thể. Trên không trung, nhìn thấy ngoài thân Tiêu Phàm tiêu tán kim quang nhàn nhạt. Trong mắt Úy Chỉ Cuồng Sinh cũng lóe qua một vẻ kinh dị. Phải biết, chiến kỹ phòng ngự dù là chiến hồn điện cũng hết sức hiếm có, Tiêu Phàm nắm giữ được thì không nói, vậy mà còn cường đại như thế, chẳng lẽ địa vị hắn thực không nhỏ.
Ánh mắt Diệp Thệ Thủy cũng lấp lóe không yên, lúc này mới phun ra một câu, bất diệt kim thân. Điện chủ, bất diệt kim thân là cái gì? Úy Chỉ Cuồng Sinh nghi ngờ nói. Chính là tên của chiến kỹ phòng ngự này. Diệp Thệ Thủy hít sâu một hơi nói, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, bất diệt kim thân hẳn là bí mật bất truyền của gia tộc Bắc Thần, Tiêu Phàm làm sao lại biết? Nếu như trước đó Diệp Thệ Thủy còn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường không xứng với tiểu ma nữ, vậy thì hiện tại, khả năng không phải Tiêu Phàm không xứng với tiểu ma nữ, mà là tiểu ma nữ không xứng với Tiêu Phàm. Bởi vì với địa vị gia tộc Bắc Thần, cho dù là gia chủ Diệp gia còn phải kính sợ ba phần, huống chi Diệp Thệ Thủy hắn chỉ là gia chủ chi nhánh Diệp gia. Tiêu Phàm có thể có được bí mật bất truyền gia tộc Bắc Thần, địa vị khẳng định bất phàm, chí ít không phải Diệp Thệ Thủy hắn có thể so sánh. Chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp Thệ Thủy liền hơi hối hận, có điều vẻn vẹn trong nháy mắt, từng tia hối hận liền ngay lập tức bị tản ra sạch sẽ, con người lại trở nên vô cùng kiên định. Đỉnh núi thứ ba, Diệp Thiên Tuyết đứng ở đằng xa, con người u lãnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như điều này cũng không vượt qua nàng dự kiến. Tiếp đi, Tiêu Phàm giơ bàn thạch thánh kiếm trong tay lên. Hồn lực cuồn cuộn tràn vào trong đó. Chỉ một thoáng, bàn thạch thánh kiếm biến dài hơn 2 trượng, một cỗ khí tức bá đạo mà nặng nề từ phía trên nó bộc phát ra. Lại là bàn thạch thánh kiếm, đây không phải bội kiếm của Độc Cô Trường Phong sao? Trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Đỉnh núi thứ 18 Độc Cô Trường Phong, sắc mặt khó coi một hồi, khó chịu tựa như ăn phải con chuột chết. Bội kiếm bị đoạt mất, đây chính là một loại sỉ nhục. Đối với hầu hết tu sĩ thì hồn binh chính là sinh mạng thứ hai. Bây giờ sinh mạng thứ hai đang nằm ở trong tay người khác, không phải sỉ nhục thì là cái gì? Diệp Thiên Tuyết thấy thế không còn bất kỳ e ngại nào nữa, đỉnh đầu nàng, một băng phượng lam sắc rộng lớn hoành không, chớp động cặp cánh 7-8 trượng, ngửa mặt lên trời kêu to. Hàn phong đáng sợ cuồn cuộn 4 phương đất trời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hàn ý phát ra từ trong đáy lòng. Diệp Thiên Tuyết từng bước một đi tới hướng Tiêu Phàm, đi mỗi một bước, dưới chân liền ngưng kết thành hàn băng tràn ngập về tứ phương, hư không cũng như bị đông kết. Chiến hồn nàng lại là Huyền Băng Thiên Phượng, một trong tam đại thánh thú, tam ca, cẩn thận. Nơi xa, Quan Tiểu Thất truyền âm cho Tiêu Phàm. Coi như người có thể đánh bại Lăng Thiên thì đã sao, thực lực Diệp Thiên Tuyết, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ mấy phần, đâu có phải là người mà Tiêu Phàm ngươi có thể địch. Sở Nhãn Nam ở đỉnh núi thứ tư cách đó gần nhất mặt coi thường nói. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu, không biết trên người hắn có U Minh Thần Hoa không? Ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, đến lúc đó ta lại xuất thủ, không những có thể được hạng hai, còn có thể nghĩ biện pháp để ngươi giao U Minh Thần Hoa ra. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, sát ý trên người lặng yên phát ra, tu la huyết mạch chậm rãi sôi trào lên. Hắn cảm giác cả người tràn ngập tính chất lực lượng bạo tạc. Giờ phút này Diệp Thiên Tuyết dù không thi triển toàn lực, vậy cũng không khác gì, Tiêu Phàm sẽ không khinh thường nàng, có điều Tiêu Phàm vẫn không dám sử dụng tu la bí kỹ, đây là ưu thế bí mật của hắn. Về phần U Linh Chiến Hồn, hiện tại Tiêu Phàm càng không dễ dàng để bại lộ nó trước mặt người khác. Hắn luôn cảm giác U Linh Chiến Hồn một khi bại lộ liền sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên, U Linh Chiến Hồn đã cùng cơ thể dung hợp làm một, Tiêu Phàm có thể tùy tiện, tùy theo nguyện vọng cá nhân mà điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn. Huống hồ, người Tiêu Phàm ứng phó chỉ là Diệp Thiên Tuyết xếp hạng 3, còn không đáng để hắn thi triển toàn bộ lực lượng. Sở dĩ Tiêu Phàm lựa chọn Diệp Thiên Tuyết là chỉ để đánh vào mặt Diệp Thệ Thủy mà thôi. Băng Thiên Tuyết Địa, Diệp Thiên Tuyết kêu nhỏ một tiếng, thanh âm nàng rất lạnh, cũng rất vô tình, tựa như đây là bản tính của nàng. Chỉ một thoáng, hư không bông tuyết bay múa đầy trời, bông tuyết đi qua, tất cả đều kết thành băng. Mấy giây sau, mấy trăm trượng xung quanh, tất cả đều băng phong, hóa thành một thế giới băng tuyết. Tiêu Phàm nhìn hàn băng bốn phía, khóe miệng dương lên, trong miệng khẽ nói một tiếng, tỏa hồn. Tỏa hồn, thanh âm Tiêu Phàm nhỏ như tiếng muỗi, chỉ mình hắn có thể nghe được. Sau đó, đối mặt thế giới băng tuyết bốn phía, ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại. Chỉ là động tác trong tay hắn lại không chậm, không phải, nói cho đúng là nhanh đến đỉnh phong, thậm chí như là ảo giác, cảm giác như là hắn xuất thủ trước cả Diệp Thiên Tuyết. Lúc hàn băng mãnh liệt đầy trời,
bàn thạch thánh kiếm trong tay Tiêu Phàm lăng không chém xuống, xông thẳng chỗ sơ hở của thế giới băng tuyết kia. Ken két thanh âm hàn băng bị phá vang lên, Tiêu Phàm vẻn vẹn chém ra một kiếm, nhưng tựa như chém ra vô số kiếm, kiếm khí rõ ràng sắc bén, lại khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ dày nặng. Tất cả hàn băng trong thế giới băng tuyết toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít như là mạng nhện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thế giới băng tuyết đột nhiên nổ tung, hàn băng đầy trời hóa thành mảnh vỡ nước bẩn bay về bốn phương tám hướng. Từ đằng xa nhìn lại, tựa như một quả pháo hoa lam sắc nở rộ, chói lọi tới cực điểm. Diệp Thiên Tuyết vừa vặn ở khu vực biên giới của hàn băng bạo tạc, vô số hàn băng đánh vào trên người nàng, như là lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt thân thể nàng, máu tươi bay vụt. Sắc mặt nàng cuối cùng cũng có một tia biến hóa, càng thêm lạnh lẽo, sát khí từ trong con ngươi nàng lan tràn ra. Một khắc vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác chiến hồn bản thân vậy mà không cử động được, mặc dù nàng lập tức kích phát băng tộc huyết mạch, nhưng vẫn muộn nửa nhịp. Thời khắc nàng tránh thoát khỏi tỏa hồn châu trấn phong, thế giới băng tuyết đã nổ tung, căn bản không kịp xuất thủ. Quần dài trắng của nàng bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua vô cùng u buồn. Cũng đúng lúc này, một tàn ảnh xẹt qua trong con mắt nàng, ở sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nàng vừa chuẩn bị hoàn thủ, lại phát hiện trên cổ đã mình đã có một chuôi thạch kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ cần nàng cử động, sẽ trực tiếp lấy mạng nàng. Trận chiến này ta thua. Diệp Thiên Tuyết nhàn nhạt phun ra một câu, liền đi đến phía trước, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái. Có điều Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Diệp Thiên Tuyết đang hơi run rẩy, tựa như thua dưới tay Tiêu Phàm là đả kích lớn đối với Diệp Thiên Tuyết. Nể tình thân phận ngươi là tỷ tỷ tiểu ma nữ, nên ta không bắt ngươi cởi bỏ quần áo. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, liền đạp đi khỏi đỉnh núi thứ ba. Tên khốn này vậy mà còn muốn cởi y phục của ta. Diệp Thiên Tuyết nghe vậy, khuôn mặt như băng sơn hiện lên vẻ tức giận, thân thể mềm mại càng run rẩy dữ dội, nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm suýt chút bị phá vỡ. Ánh mắt đám người bốn phía tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm tòa đỉnh núi thứ ba, nơi đó hàn băng lợi kiếm bay vụt, đám người căn bản không thấy rõ những thứ ở giữa. Cuối cùng thì ai thắng ai thua, còn phải nghĩ sao, đương nhiên là Diệp. Đám người bàn luận. Có điều rất nhanh tiếng nghị luận im bặt lại, bởi vì một thân ảnh từ bên trong hàn băng lợi kiếm bước ra, đi đến ngọn núi thứ 10. Diệp Thiên Tuyết làm sao lại đi về hướng ngọn núi thứ 10? Còn phải nghĩ sao, nhất định là nàng thua. Đám người kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết, một số người vô cùng không hiểu, sau đó đột nhiên quay người trở lại, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Diệp Thiên Tuyết vậy mà thua, thua dưới tay Tiêu Phàm. Băng sơn vạn năm này đẹp đến mức không thành hình, lại có người chinh phục được nàng. Chiến hồn điện có không biết bao nhiêu người tưởng tượng cảnh Diệp Thiên Tuyết bị nam nhân đánh bại. Nhưng mà, toàn bộ chiến hồn điện, cũng chỉ có Diệp Trường Sinh mới có thể thắng nàng một bậc dễ dàng. Nhưng Diệp Trường Sinh và Diệp Thiên Tuyết lại là huynh muội, hai người làm sao có thể đánh nhau chứ? Vốn dĩ tu sĩ chiến hồn điện cho là, cả đời này, thế hệ tuổi trẻ trong chiến hồn điện. Đoán chừng không ai có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, không nghĩ tới hôm nay bị một kẻ ngoại lai đánh bại. Tiêu Phàm lại sáng tạo ra một kỳ tích. Tô Mạch Hàn một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ cùng Diệp Thiên Tuyết, cũng không cho rằng mình là đối thủ của Diệp Thiên Tuyết. Lúc này, thân ảnh Tiêu Phàm cũng lộ ra, hắn đang từng bước một bay về phía đỉnh núi thứ ba. Tô Mạch Huyên nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm. Chậm chạp nói, đây đoán chừng còn chưa phải ranh giới cuối cùng của hắn. Những ngày qua, Tiêu Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích, liên tiếp đánh bại Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều, trong cùng thế hệ trẻ tuổi, đoán chừng không ai có thể dễ dàng thắng Tiêu Phàm. Đỉnh núi thứ hai Hoàng Phủ Thiên Thần hơi cau mày một cái, mà đỉnh núi thứ nhất Diệp Trường Sinh chỉ nhàn nhạt mở hai mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, rồi lại nhắm hai mắt lại. Hắn vậy mà thật sự có thực lực tranh đoạt ba hạng đầu. Trên không trung, sắc mặt Diệp Thệ Thủy âm tình bất định, thầm nghĩ trong lòng, vẫn may, hiện tại hắn đoạt được hạng ba cũng vô dụng, chỉ có chiếm được hạng nhất, chiến hồn điện cùng chiến thần điện mới có thể tiếp nhận hắn. Mặc dù Tiêu Phàm chiếm hạng ba, nhưng Diệp Thệ Thủy vẫn không tin Tiêu Phàm có thể chiếm được hạng nhất, bởi vì trên đỉnh núi thứ nhất, là Diệp Trường Sinh con trai của hắn đứng đấy.
Diệp Thệ Thủy vô cùng tự tin đối với thực lực Diệp Trường Sinh, ngoài chiến thần điện chiến ra chiến thiên long có thể đánh với Diệp Trường Sinh một trận, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Số 10, người lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hay là từ bỏ? Thanh âm người chủ trì lão giả áo xám tiếp tục vang lên, trong mắt có vẻ khiếp sợ, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Tiêu Phàm nhìn hai người trước mặt một cái, cuối cùng rơi vào trên người Hoàng Phủ Thiên Thần của ngọn núi thứ hai, trong lòng suy nghĩ, ta chỉ có hai cơ hội, nếu như từ bỏ lần này, lần tiếp theo đoán chừng chỉ có thể trực tiếp khiêu chiến Diệp Trường Sinh. Dù sao thực lực 10 hạng đầu đều không yếu, tương đối tiêu hao hồn lực. Có điều, nếu ta tiếp tục khiêu chiến, người phía sau qua một lúc cũng có khả năng cố ý tiêu hao hồn lực của ta, sẽ không để cho ta có đủ dư lực để đấu cùng Diệp Trường Sinh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút rối rắm, người khác có 3 lần khiêu chiến, mà hắn chỉ có 2 lần, trước đó bị thủ tiêu 1 lần, nếu như lần này từ bỏ, hắn liền chỉ còn một cơ hội khiêu chiến. Dù hiện tại hắn thắng Diệp Trường Sinh, người phía dưới cũng có khả năng thi triển xa luân chiến, cuối cùng bị người ta lôi xuống nước. Tiêu Phàm, có bản lĩnh thì tiếp tục đi. Đúng vậy, không phải ngươi rất trâu à, có bản lĩnh trực tiếp khiêu chiến hạng nhất ấy. Hạng nhất là Diệp Trường Sinh, hắn dám không? Đừng nói hắn vừa mới chiến một trận cùng Diệp Thiên Tuyết, thực lực giảm đi nhiều, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ Diệp Trường Sinh. Đám người không ngừng khích tướng Tiêu Phàm, rất nhiều người hận không thể làm Tiêu Phàm mất hết mặt mũi. Các ngươi nói gì? Đột nhiên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn đám người phía xa hỏi, trên mặt hiện lên nụ cười tà tà. Đám người nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm quét tới, tất cả đều ngậm miệng không nói, rất nhiều người cúi đầu, không dám đối mặt cùng Tiêu Phàm, bọn hắn có loại e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn đối với Tiêu Phàm. Bình thường xem theo quần chúng kêu gào một hồi cũng liền thôi, nhưng thật không có mấy người dám đối mặt với Tiêu Phàm nói chuyện, lại càng không cần phải nói uy hiếp Tiêu Phàm. Bọn hắn nói, có gan ngươi liền khiêu chiến hạng nhất. Đột nhiên, một thanh âm cười lạnh vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong coi như không thấy ánh mắt nhóm người, ngược lại nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm, thế nào? Cũng có điều Tiêu Phàm ngươi không dám sao? Ngươi thật sự cho rằng thực lực ngươi có bao nhiêu, một đầu ngón tay của Diệp Trường Sinh cũng có thể bóp chết ngươi. Nói đủ chưa? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giận à, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiêu Phàm ngươi nếu có gan, vậy liền lên đi. Độc Cô Trường Phong tựa như đạt được một nửa âm mưu, lại không mảy may cảm nhận được mắt lạnh lẽo của Diệp Trường Sinh. Các ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Đã như vậy. Vậy ta đành phải thuận theo yêu cầu người xem. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói ta, khiêu chiến số 1. Ta, khiêu chiến số 1. Lời nói của Tiêu Phàm cuồng bá mà tự tin quanh quẩn tại hư không, mấy chữ này, hắn cơ hồ nói ra từng chữ một. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền từng bước một đi đến đỉnh núi thứ nhất. Tiểu tử này không phải điên chứ, vậy mà thực sự có can đảm tiếp tục khiêu chiến Diệp Trường Sinh. Đoán chừng một mình Diệp Thiên Tuyết đã sắp hao hết thực lực của hắn rồi. Ta thấy chưa hẳn, Tiêu Phàm mặc dù phách lối, nhưng cho tới bây giờ hắn không đánh mà không nắm chắc. Các ngươi từ lúc nghe cái tên Tiêu Phàm đến nay, đã bao giờ thấy hắn thua lần nào chưa? Có vẻ như chưa từng thua, có điều Diệp Trường Sinh cho tới bây giờ cũng chưa từng thua ai. Hắn mặc dù xếp thứ hai trong Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng thứ hạng này chỉ là do những người khác sắp xếp, giữa bọn hắn chưa từng chân chính chiến đấu qua. Sau lời nói cứng rắn của Tiêu Phàm, đám người hoàn toàn sôi trào lên, rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm như nhìn kẻ ngu, nhưng mà có số ít người cho rằng Tiêu Phàm chưa chắc đã thua. Tiêu Phàm thực ra cũng không phải vì thuận theo yêu cầu người xem, hắn không phải người dễ dàng bị người khác tùy tiện khích tướng, sở dĩ lựa chọn như vậy, là bởi vì hắn không muốn hao phí tế bào não. Dù sao mục tiêu của hắn chính là giành đệ nhất của lần thi đấu này, thứ nhất có thể ngăn cản Lăng Gia ứng phó hắn. Thứ hai cũng có thể khiến Diệp Thệ Thủy không còn lời nào để nói. Đã như vậy, vậy tại sao phải khiêu chiến từng người một đây, còn không bằng dứt khoát chiếm lấy đỉnh núi thứ nhất. Thậm chí vừa đánh với Diệp Thiên Tuyết một trận, Tiêu Phàm thấy cũng có chút hối hận, lãng phí thời gian và tinh lực của hắn. Đỉnh núi thứ nhất, Diệp Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, trong con ngươi thâm thúy mà tang thương lóe qua quang mang khác thường, đi từng bước một đến quan sát Tiêu Phàm.
hắn như có chút nghĩ không ra, dũng khí của Tiêu Phàm là đến từ đâu, lại dám khiêu chiến hắn. Trong mắt hắn, Nam Vực Đại Bỉ lần này, căn bản không có người đáng để hắn giao thủ. Mục tiêu của hắn, từ lâu đặt ở Chiến Thần Điện, trên người thiên tài bát vực khác, thậm chí trên người cả những yêu nghiệt cổ tộc đó. Về phần Tiêu Phàm, dù Diệp Trường Sinh thường xuyên nghe nói tên hắn, lại chưa từng để ở trong lòng. Cho dù vừa rồi Tiêu Phàm cùng Diệp Thiên Tuyết chiến đấu, hắn cũng không hề nhìn nhiều một chút. Loại không biết sống chết. Diệp Trường Sinh lạnh lùng nói ra một câu, hắn tích chữ như vàng, tựa như nói nhiều một câu đều là vũ nhục đối với hắn. Tiêu Phàm có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lão tử khiêu chiến ngươi là không biết sống chết. Ngươi thực coi bản thân mình là cái thá gì? Ngươi không tồi, so tòa băng sơn vừa rồi kia còn tốt một chút, chí ít không phải là một kẻ câm điếc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Đồ thối tha tự tìm cái chết. Con ngươi Diệp Trường Sinh lạnh lùng, hai tay khoanh lại, tựa như căn bản lười xuất thủ với Tiêu Phàm, nghiêm nghị nói, bây giờ cút xuống dưới, ta chỉ phế một tay ngươi. À, ta nếu không cút thì sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, Diệp Trường Sinh này cao ngạo cùng tự phụ hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Bảo ta cút xuống dưới, phế một tay, đây quả thực so với sát tính của hắn còn lớn hơn. Không cút, thì sống không bằng chết. Lời nói Diệp Trường Sinh bình thản, tựa như quyết định sinh tử của Tiêu Phàm. Qua nhiều năm như vậy, tại Vô Song Thánh Thành còn chưa bao giờ có ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn, trừ Chiến Thiên Long ra, dù là Thánh Thành bát tuần khác cũng không được. Bởi vậy, người biết rõ tính cách của Diệp Trường Sinh đều biết, tình nguyện đắc tội Diệp Thiên Tuyết cũng đừng có đắc tội Diệp Trường Sinh. Diệp Thiên Tuyết chí ít chỉ là lạnh, người không chủ động đắc tội nàng, nàng cũng sẽ không trực tiếp phế ngươi. Nhưng Diệp Trường Sinh không giống vậy, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định phải thấy máu. Ha ha, có trò hay để xem. Độc Cô Trường Phong cười to trong lòng, lúc này hắn cũng không dám mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, Diệp Trường Sinh thật sự phẫn nộ. Vừa rồi hắn cố ý khích Tiêu Phàm, ngay lúc vụng trộm quan sát cảm xúc của Diệp Trường Sinh, thấy Diệp Trường Sinh bất phi sở động, Độc Cô Trường Phong mới dám nói như vậy. Độc Cô Trường Phong không biết là Diệp Trường Sinh sở dĩ không để ý tới hắn, bởi vì Diệp Thệ Thủy bàn giao cho hắn một nhiệm vụ, không thể để cho Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất. So với chờ tại nơi này, còn không bằng trực tiếp đánh bại Tiêu Phàm, cắt đứt suy nghĩ viển vông của hắn. Tiêu Phàm, ta nghe nói kiếm đạo của Diệp Trường Sinh vô cùng mạnh, tuổi trẻ trong Vô Song Thánh Thành không ai có thể so sánh, ta không giết chết được ngươi, nhưng ngươi lại phải chết. Vị trí ngọn núi thứ 36, Chỉ Thu Tuyết mị mị hai mắt, trong mắt hiện ra lãnh quang. Lập tức trong lòng vừa trầm ngâm, cơ hội lần thứ nhất mặc dù ta từ bỏ, nhưng các ngươi tự giết lẫn nhau, qua một lúc ta liền có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Không chỉ bọn hắn, Sở Nhãn Nam ở ngọn núi thứ 4 cũng ước gì Tiêu Phàm chết. Có điều trong lòng Sở Nhãn Nam còn có tâm tư khác, Tiêu Phàm, lần này ngươi nhất định bị phế rồi, với tính tình Diệp Trường Sinh, phế ngươi là còn ít. Đến lúc đó ngươi chỉ có thần phục ta mới có cơ hội khôi phục. U Minh thần hoa trên người ngươi chính là của ta. Tu sĩ ở đây, cơ hồ không có mấy người xem trọng Tiêu Phàm, thật sự là uy danh Diệp Trường Sinh quá thịnh, cơ hồ vô địch trong khắp thế hệ trẻ tuổi cùng thời. Điện chủ, phía trên không trung Ý Chỉ Cuồng Sinh lộ ra một tia lo lắng, Trường Sinh bây giờ là tu vi gì? Chiến đế hậu kỳ, đến gần vô hạn chiến đế đỉnh phong. Trong mắt Diệp Thệ Thủy lóe lên một tia vẻ đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm. Hy vọng ngươi có thể kiên trì được vài chiêu. Chiến đế hậu kỳ, Ý Chỉ Cuồng Sinh lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, đột nhiên, Tiêu Phàm lên tiếng cười ha hả, sát khí lạnh lẽo lặng yên dâng lên, lạnh như băng nhìn Diệp Trường Sinh, đây chính là thiên tài Vô Song Thánh Thành cao ngạo sao. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi không xứng được cao ngạo. Còn ngươi đám người hơi hơi co rụt lại, Tiêu Phàm này muốn chết à? Lúc này lại còn dám chọc giận Diệp Trường Sinh. Người khác có lẽ không dám ở chỗ này giết ngươi, nhưng Diệp Trường Sinh tuyệt đối dám. Dù sao, không ai vì một cái người chết mà trở thành kẻ địch cùng con trai của Điện Chủ Chiến Hồn Điện. Ta cũng phải xem, ngươi làm gì để khiến ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh, hắn rất muốn biết, nếu như dẫm người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Vô Song Thánh Thành ở dưới chân,
người vô song thánh thành sẽ có biểu lộ thế nào. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi, cũng thuận tiện cho ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là kiến càng lay cây, cái gì gọi là không biết tự lượng sức. Diệp Trường Sinh mỗi bước chân bước đi, một cỗ lực lượng hỏa diễm bá đạo từ trên người hắn tản ra, hình thành từng gợn sóng hỏa diễm mãnh liệt tại hư không. Chậm đã, Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn. Thế nào, bây giờ đã biết sợ. Trong mắt Diệp Trường Sinh đều là vẻ khinh thường, có điều hắn cũng không có xuất thủ, hắn cũng khinh thường việc xuất thủ đánh lén một con sâu kiến trong mắt mình. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý tới Diệp Trường Sinh, mà nhìn về Diệp Thệ Thủy phía nơi xa nói, Diệp Điện Chủ, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, nếu Diệp Trường Sinh phế ta, ta muốn biết ngươi sẽ làm thế nào. Trong tranh tài, tổn thương là không thể tránh được. Diệp Thệ Thủy cau mày một cái, không biết ý Tiêu Phàm là gì. A, à, Tiêu Phàm cười khẽ, trong nụ cười tràn ngập vẻ trào phúng, lại nói, vậy ta cũng không tránh được mà phế hắn thì sao? Diệp Điện Chủ sẽ làm thế nào? Vậy ta cũng không tránh được mà phế hắn thì sao? Nghe được câu này, trong lòng đám người bỗng nhiên rung động một cái, tiểu tử này thật đúng là lớn mật, dám nói chuyện cùng Diệp Điện Chủ như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ còn chưa bắt đầu, một bàn tay Diệp Thệ Thủy đã giết chết ngươi rồi sao? Diệp Thệ Thủy lông mày vặn thành chữ xuyên, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm bá đạo như thế. Có điều, trong lúc nhất thời hắn không biết mở miệng như thế nào. Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lần nữa truyền đến. Diệp Trường Sinh, người có dám cùng ta một trận sinh tử hay không, không luận cao thấp, chỉ phân sinh tử. Ngữ khí Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Diệp Trường Sinh, mặc dù Diệp Trường Sinh cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn không sợ. Không phải vì cái khác, mà bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ, há lại e ngại người cùng thế hệ. Diệp Trường Sinh mí mắt cuồng loạn, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại, thực không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí, một trận sinh tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng một trận sinh tử cùng ta. Trong vòng 10 chiêu ta liền giết ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ. Uy nghiêm bản thân cứ nhiều lần bị Tiêu Phàm khiêu khích, hắn chỉ muốn lập tức giết Tiêu Phàm. Hồng hộc một tiếng, một đạo kiếm chỉ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhìn như một chỉ bình thản, lại ẩn chứa tính uy lực hủy diệt. Trong kiếm chỉ kia còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm kim sắc, dường như không chỗ nào không được đốt lên, tản ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui lại, nguy hiểm né qua một chỉ. Hắn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh vậy mà không chào hỏi liền xuất thủ. Thế này mà cũng không dám. Xem ra ngươi cũng sợ chết. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mặt coi thường nói, trong vòng 10 chiêu giết ta. Thực không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Đừng nói 10 chiêu, chính là 100 chiêu, 1000 chiêu cũng chưa chắc thắng được Tiêu Phàm. Tốc độ của hắn cơ hồ không ai có thể địch. Sâu kiến mà thôi, tốc độ Diệp Trường Sinh rất nhanh, một kích chưa trúng. Lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, trong quá trình phi hành, hắn giương tay vồ một cái, linh khí trong hư không giống như bị hắn trong nháy mắt bị hắt rút hết, ngưng tụ thành một trường cương hỏa diễm to lớn. Trường cương hỏa diễm từ bốn phía bao phủ đến, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, một cỗ áp lực thật lớn tựa như muốn nghiền ép hắn. Thiên địa chi lực, đây không phải lực lượng chiến thánh cảnh sao? Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thiên địa chi lực, mặc dù ý chí đột phá đệ tứ trọng có thể chạm đến một tia một sợi, nhưng chung quy là lực lượng chiến thánh cảnh, uy lực vô tận, căn bản người bình thường không thể tiếp nhận. Chỉ là khiến đám người hiếu kỳ, chiêu này của Diệp Trường Sinh có thể tùy ý điều khiển thiên địa hỏa diễm chi lực, thế nhưng là hạ bút thành văn, chẳng lẽ hắn đã đột phá chiến đế đỉnh phong? Không gian vặn vẹo không ngừng đè xuống Tiêu Phàm, nếu như không thi triển bất diệt kim thân. Thân thể Tiêu Phàm đoán chừng đã bị ép nát. Thiên địa hỏa diễm chi lực, không ngừng thiêu đốt Tiêu Phàm, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ dữ tợn. Đột nhiên, một tầng kiếm khí nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn gào thét ra, ngưng tụ thành một kết giới kiếm khí bảo hộ hắn ở giữa, hỏa diễm kia toàn bộ bị kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Trường Sinh căn bản không cho hắn cơ hội, thân hình hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Trong tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm hắc sắc. Rất hiển nhiên, trên người Diệp Trường Sinh cũng có không gian pháp bảo dạng bán mở, có thể để thanh kiếm vào trong đó. Bang,
Tiêu Phàm không dám khinh thường, không chút do dự dùng bàn thạch thánh kiếm ngăn trước người, tiếng giòn vang truyền ra, hư không hỏa tinh bay vụt, ngưng tụ thành từng vệt bắn về phía nơi xa. Không thể không nói, ý thức chiến đấu của Diệp Trường Sinh rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng khó ai có thể so sánh, tựa như đã chìm đắm trong kiếm đạo nhiều năm. Có điều, thiên phú chiến đấu của Tiêu Phàm không yếu hơn so với bất luận kẻ, đối với lĩnh ngộ chiến kỹ càng là không ai địch nổi, nếu như không phải chênh lệch một tiểu cảnh giới so với Diệp Trường Sinh, Tiêu Phàm há lại bị động sao? Hỏa diễm ý chí, tịch diệt kiếm đạo ý chí, khoái mạn kiếm đạo ý chí, ngoài tịch diệt kiếm đạo ý chí ra, hai loại ý chí khác đều lĩnh ngộ tứ trọng. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng. Tu La ý chí cùng bất hủ ý chí của hắn mặc dù đều lĩnh ngộ được đệ tam trọng, đã coi như là chiến đế hậu kỳ, nhưng Diệp Trường Sinh lại tương đương với chiến đế đỉnh phong. Với thực lực Diệp Trường Sinh, đoán chừng dưới chiến thánh cảnh cơ hồ không có đối thủ, một khi ba loại ý chí tất cả đều đột phá tứ trọng, cho dù cường giả chiến thánh sơ kỳ cũng có khả năng chiến một trận. Còn người Tiêu Phàm có chút ngưng trọng, Diệp Trường Sinh tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất dưới chiến thánh cảnh từ trước tới nay hắn gặp, dù là Giang U Nguyệt cũng còn thua xa. Khó trách hắn tự ngạo như thế, khó trách tu sĩ khác sợ hãi hắn như thế, thực lực hắn thật đúng là quá đáng sợ. Bang bang! Kiếm khí đáng sợ không ngừng va chạm tại hư không, phát ra tiếng vang the thé, hai người lưu lại từng đạo tàn ảnh tại hư không. Tốc độ Diệp Trường Sinh rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm cũng không chậm, tu la ý chí cực kỳ huyền diệu, chiến đấu, Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, tựa như đánh máu gà. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bản thân càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, bàn thạch thánh kiếm trong tay hắn nặng như vạn tấn. Nhưng mà sát ý của hắn càng gia tăng thì kiếm càng nhẹ nhàng, thậm chí như là không có gì. Tựa như hắn sớm đã dùng bàn thạch thánh kiếm nhiều năm, quen thuộc trọng lượng của nó, tốc độ hắn huy kiếm càng lúc càng nhanh, trước đó còn ở thế hạ phong, nhưng rất nhanh liền tương đương với Diệp Trường Sinh. 10 chiêu, hiện tại đã qua 100 chiêu, ngươi lại có thể làm gì ta? Tiêu Phàm cười khẽ, Diệp Trường Sinh rất mạnh, nhưng mà giờ phút này trạng thái của hắn cũng rất là huyền diệu. Nếu như ngày thường, hắn không thể nào chiến nhẹ nhõm như thế, dù sao Diệp Trường Sinh đã dẫn ra lực lượng chiến hồn, mà hắn vẫn chưa sử dụng chiến hồn, chỉ dựa vào tu la ý chí chiến đấu mà thôi. Chết đi, Diệp Trường Sinh gầm thét một tiếng, hiển nhiên cũng phẫn nộ, hắc sắc trường kiếm trong tay vũ động, rớt xuống gợn sóng kiếm khí màu đen cắt đứt hư không tỏa ra hàn khí màu đen, trấn nhiếp nhân tâm. Hoàng Tuyền tịch diệt, thanh âm chưa dứt. Tất cả gợn sóng kiếm khí màu đen bỗng nối thành một mảnh, bên trong phạm vi kiếm khí bao phủ, tất cả đều đứng im lại, không chỉ là thời gian dừng lại, tựa như đến không gian cũng đứng im. Thiên địa tối tăm vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bất luận thanh âm gì cũng không nghe thấy. Hoàng Tuyền tịch diệt, đây là bí kỹ chiến hồn tịch diệt kiếm đi, Trường Sinh vậy mà hiện tại liền lĩnh ngộ ra. Trên không trung, Úy Chỉ Cuồng Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Mọi người đều biết, lúc tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh, cửu phẩm chiến hồn cùng bản thân huyết mạch tu sĩ hòa làm một thể, rất có thể lĩnh ngộ chiến hồn bí kỹ. Những bí kỹ này rất quỷ dị, uy lực càng là vô tận, tu sĩ dưới chiến thánh cảnh, người lĩnh ngộ bí kỹ, vượt giai chiến đấu thậm chí vượt giai giết chết người cường đại hơn đều rất bình thường. Tựa như tu la thần dực của Tiêu Phàm, chính là một loại truyền thừa bí kỹ đặc biệt của tu la điện điện chủ, thi triển ra. Tốc độ Tiêu Phàm sẽ bạo tăng gấp bội, tu sĩ cùng giai bình thường không phải là đối thủ. Đây cũng là nguyên nhân Úy Chỉ Cuồng Sinh kinh ngạc cùng lo lắng, hắn kinh ngạc là Diệp Trường Sinh ở chiến đế hậu kỳ đã tiếp xúc đến rất nhiều thủ đoạn của cường giả chiến thánh cảnh, lo lắng lại là an nguy Tiêu Phàm. Diệp Thệ Thủy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói trận chiến này, Trường Sinh đã thắng. Úy Chỉ Cuồng Sinh trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Trong hư không tối tăm, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, đột nhiên bên trong huyết dịch hắn chuyển đến một nguồn năng lượng, phun lên hai mắt hắn, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác tất cả bốn phía đều in lại ở trong đầu hắn. Nơi xa có một thân ảnh áo trắng đang chậm rãi đi tới, thần sắc vô cùng lạnh lùng, khóe miệng ôm một nụ cười tàn nhẫn. Hắn không biết, tưởng là ta không nhìn thấy hắn, đây cũng quá tự tin. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia cổ quái. Trong lòng nổi giận mắng, mẹ kiếp, người vô song thánh thành quả nhiên đều cuồng tự luyến, độc cô Trường Phong như thế,
Lăng Thiên như thế, Diệp Trường Sinh này cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm không động, có điều hắn lại chăm chú nhìn bàn thạch thánh kiếm trong tay, hắn muốn biết rõ, lúc một kiếm của bản thân chạm xuống, Diệp Trường Sinh sẽ có vẻ mặt gì. Diệp Trường Sinh mang theo trường kiếm hắc sắc, đi từng bước một đến cách Tiêu Phàm ba trượng, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói, giết ngươi, đơn giản giống như bóp chết một con kiến, chỉ bằng dạng này như ngươi cũng muốn trở thành con rể Diệp gia ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, cho ngươi tê liệt, đột nhiên, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm cuồn cuộn chút vào bên trong bàn thạch thánh kiếm, bàn thạch thánh kiếm bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, kiếm cương mấy chục trượng nở rộ ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, trong cơ thể điều động U Linh chiến hồn cùng lực lượng vô tận chiến hồn, khí thế lần nữa tăng vọt gấp bội. Hắc ám bốn phía trực tiếp bị khí thế khổng lồ trên người Tiêu Phàm chấn vỡ, tựa như tránh thoát trói buộc của thời gian và không gian. Kiếm cương hung mãnh mà nặng nề hung hăng chém xuống, đến hư không cũng không tiếp nhận được, đè ép tại cùng một chỗ. Diệp Trường Sinh tưởng là Tiêu Phàm không nghe được thanh âm hắn, nhìn không thấy thân ảnh hắn, hoàn toàn không nghĩ tới nhất cử nhất động của hắn Tiêu Phàm đều biết rõ. Một kiếm này chạm xuống, nếu như đổi lại là một người khác, đoán chừng đã bị hù dọa chết. Có điều, tốc độ phản ứng của Diệp Trường Sinh rất nhanh, trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một chuôi bảo kiếm hắc sắc, cùng trường kiếm trong tay hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Kiếm này tên là Tịch Diệt Kiếm, chính là cửu phẩm chiến hồn, vừa rồi thi triển Hoàng Tuyền Tịch Diệt, chính là bí kỹ Tịch Diệt Kiếm. Diệp Trường Sinh có thể tại chiến đế cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra, đủ để chứng minh thiên phú hắn thực khủng bố. Chiến hồn Tịch Diệt Kiếm trong nháy mắt cùng Tịch Diệt Kiếm trong tay hắn hòa làm một thể, bộc phát ra uy thế vô cùng đáng sợ, đón lấy bản thạch thánh kiếm. Oanh, Tiêu Phàm còn chưa kịp thi triển lực lượng tỏa hồn châu, liền trực tiếp hung hăng chém xuống một kiếm, không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng. Kiếm mang mấy chục trượng, dường như có thể chém vỡ tất cả. Rõ ràng chỉ là kiếm mang, lại ẩn chứa đao mang bá đạo cùng cuồng dã, thế như trẻ tre. Hư không hoàn toàn bị kiếm khí cùng hồn lực phong bạo bao phủ, tất cả mọi người đã nhìn không thấy tất cả bên trong, chỉ nghe được một tiếng vang vọng điếc tai nhức óc, ngay sau đó vô số kiếm khí giống như pháo hoa nở rộ tứ phương, xé rách hư không. Trong phút chốc, đám người nhìn thấy một đạo chớp lóe từ trong gió lốc hồn lực xông ra, hung hăng đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Ngay sau đó mặt đất đổ sụp, vết nứt lít nha lít nhít phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm quả nhiên không chịu nổi một kích, liền bại. Đánh với Diệp Trường Sinh một trận, còn phải nghĩ sao? Tiêu Phàm thực coi là mình có thể đoạt được đệ nhất, nhất định là người si nói mộng. Giang Phó Điện Chủ không muốn thêm Tiêu Phàm vào chiến hồn điện, hắn dám nói như vậy, không phải là bởi vì có Diệp Trường Sinh ở đây sao? Đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Đều cho rằng Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình, đoạt được hạng 3 đã vô cùng khó, còn muốn chiếm hạng nhất, đây không phải là mơ giữa ban ngày sao. Tiêu Phàm bại. Diệp Thệ Thủy nhìn hồn lực cuồng bạo hư không phía dưới, lắc lắc đầu nói. Có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng. Úy Chỉ Cuồng Sinh gật gật đầu, Tiêu Phàm muốn thắng, quá khó khăn. Cũng đúng lúc này, hồn lực khí lãng cuồng loạn hư không chậm rãi lắng xuống. Lập tức lộ ra một thân ảnh, đó là một thanh niên ở trần. Tiêu Phàm sao lại ở chỗ này? Vậy Diệp Trường Sinh đâu? Đám người kêu lên sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn thanh niên ở trần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm không phải là bị đánh bay à, sao hắn còn đứng ở chỗ này? Bị đánh bay là Diệp Trường Sinh. Lúc này, đám người lấy lại tinh thần, bờ môi có chút run lên, điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Không thể nào, Diệp Thệ Thủy phủ định trước tiên, thực lực Diệp Trường Sinh hắn rất rõ ràng, xưng là vô địch dưới chiến thánh cảnh cũng không đủ, làm sao có thể bị Tiêu Phàm đánh bay chứ? Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin, Diệp Trường Sinh thực sự bị Tiêu Phàm đánh bay. Cứu một tiếng hét thanh thúy mà bén nhọn từ mặt đất vang lên, chỉ thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm hiện lên, xa xa nhìn lại, dường như có một hỏa diễm điểu đang bay lượn bên trong hỏa diễm. Dục hỏa trọng sinh. Kim quang sáng chói, giống như ánh mặt trời, liếc mắt nhìn một cái cũng đâm vào hai mắt đau nhức, hai mắt có chút không mở ra được. Hô, trong chớp mắt, hỏa diễm điểu từ mặt đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, một móng vuốt hỏa diễm khóa chặt Tiêu Phàm, lăng không vung xuống, tại hư không lưu lại năm vết chân.
Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, không ngừng tấn công lại, bàn thạch thánh kiếm liên tục vung ra vài kiếm, kiếm khí cùng móng vuốt hỏa diễm va vào nhau, phát ra một hồi thanh âm kim thạch va chạm. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi lại, tinh thần kinh ngạc nhìn một con chim hỏa diễm kim sắc quanh thân Diệp Trường Sinh, bên trong hỏa diễm điểu kia, đỉnh đầu Diệp Trường Sinh còn lơ lửng một chuôi kiếm lớn màu đen, trong tay nắm lấy cửu phẩm hồn binh tịch diệt kiếm. Chiến hồn bất tử điểu. Không phải hắn chỉ có chiến hồn tịch diệt kiếm sao? Sao còn có chiến hồn bất tử điểu, vậy há không phải hắn nắm giữ song sinh chiến hồn? Không chỉ là song sinh chiến hồn, hơn nữa còn là hai song sinh chiến hồn loại cửu phẩm chiến hồn, người cùng cấp có ai là đối thủ của hắn? Nghe đồn chiến hồn bất tử điểu giết không chết, không biết là thật hay giả, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự mạnh như vậy à, bức được Diệp Trường Sinh đến cấp độ này? Giết có chết hay không ta không biết. Nhưng chiến hồn bất tử điểu được xưng là một trong những chiến hồn mạnh nhất, có thể phòng ngự, chữa trị, công kích hợp trong một thể, hiếm ai có thể địch lại. Đám người lên tiếng kinh hô, thanh âm hít vào ngụm khí lạnh thỉnh thoảng vang lên, không ít người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, song sinh chiến hồn đều là cửu phẩm chiến hồn, thiên phú của Diệp Trường Sinh thật đúng là quá đáng sợ, quan trọng nhất là, chiến hồn bất tử điểu kia còn có thể trọng sinh. Đương nhiên, cũng không phải là không ngừng trọng sinh, mà nhất định phải tiêu hao rất nhiều hồn lực. Khó trách vừa rồi không giết chết được ngươi, hóa ra còn có chiến hồn bất tử điểu. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trên trăm trượng. Một kích mang tính bạo tạc vừa rồi của Tiêu Phàm, dù giết không chết Diệp Trường Sinh, cũng tuyệt đối khiến hắn chịu thiệt thòi lớn, chí ít, bả vai của hắn đáng lẽ phải bị phế. Dù sao, một kích vừa rồi kia cơ hồ là công kích lực lượng mạnh nhất của Tiêu Phàm, người bình thường khó mà ngăn cản được. Nhưng Diệp Trường Sinh lại bình yên vô sự, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Diệp Trường Sinh mạnh mẽ và đáng sợ thế nào, đương nhiên cái này cũng có quan hệ với chiến hồn bất tử điểu. Diệp Trường Sinh bị thương thi triển lực lượng chiến hồn bất tử điểu, giúp thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thân thể hắn mặc dù nhìn qua không việc gì, nhưng tiêu hao hồn lực nhất định là vô cùng to lớn. Dám đánh lén ta, người chết không yên lành. Diệp Trường Sinh hét lên giận dữ, thân sắc ngày càng lạnh lẽo, kiếm khí đáng sợ cùng hỏa diễm quấn quanh ở quanh người hắn. Đánh lén, thật đúng là buồn cười. Tiêu Phàm bị tính tự luyến của Diệp Trường Sinh đánh bại, hai người vẫn luôn chính diện giao phong, sao lại thành đánh lén. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói, ngươi không phải nói 10 chiêu lấy tính mạng của ta sao? Mấy trăm chiêu rồi. Hóa ra Diệp Trường Sinh ngươi lời nói cũng giống như đánh giấm thôi. Trong mắt Diệp Trường Sinh hiện ra huyết quang, không thể không nói, hắn quả thực đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là, hắn đánh giá quá cao bản thân. Tự coi là nắm giữ hai cửu phẩm chiến hồn liền không ai bì nổi, hắn không biết là, chiến hồn Tiêu Phàm, không có cái nào yếu hơn hắn, chỉ là đối với lĩnh ngộ ý chí, còn có chút chênh lệch với hắn mà thôi. Giết! Nhìn thấy kiếm mang bay vụt tới, lông mày Tiêu Phàm ngưng trọng tới cực điểm, Diệp Trường Sinh rốt cục làm thật. Hai đạo kiếm khí màu đen kia vây quanh từ hai bên, những nơi đi qua, kiếm khí màu đen kia cũng không biến mất, ngược lại tản mát ra càng nhiều kiếm khí, tại hư không hình thành một lưới kiếm trời màu đen. Vô số kiếm khí xoay tròn quay quanh Tiêu Phàm, tốc độ không thể tưởng tượng, trong chớp mắt, kiếm khí liền vây Tiêu Phàm chật như nêm cối. Từ đằng xa nhìn lại, một hình cầu kiếm khí màu đen bao phủ Tiêu Phàm vào giữa, cơ hồ không còn chỗ để trốn. Tiêu Phàm lần này đoán chừng khó thoát tai kiếp. Trong lòng đám người mãnh liệt rung động mấy lần, hình cầu màu đen kia cho bọn hắn một loại cảm giác mang tính hủy diệt. Nếu đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối hữu tử vô sinh, dù là cách xa hơn 10 dặm, đều có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý chấn nhiếp nhân tâm. Sinh tử tịch diệt, Diệp Trường Sinh khẽ nói. Chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, kéo cái kiếm hoa, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm khí hình cầu nơi xa. Bên trong khí thể kiếm khí, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hắn trước tiên thi triển bất hủ kiếm giới ngăn cản, nhưng mà vẻn vẹn mấy giây sau, bất hủ kiếm giới liền bị công phá. Nếu như không nắm giữ bất diệt kim thân, đoán chừng thân thể hắn sớm đã bị rảo sát. Kiếm khí lít nha lít nhít. Kiếm khí còn dày đặc hơn nhiều so với đối chiến lúc trước, chân hắn giẫm kiếm bộ không ngừng né tránh, nhưng mà trên người thỉnh thoảng vẫn bị kiếm khí chém vào.
tịch diệt kiếm đạo ý chí, cho dù mạnh cũng chỉ là tam trọng mà thôi, ta có bất hủ ý chí, há phải sợ nó. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Một tầng ánh sáng màu xám nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn, chỗ bị kiếm khí chém vào, vậy mà tốc độ khôi phục nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù loại cảm giác đau nhói kia vẫn chưa từng biến mất, nhưng mà Tiêu Phàm quả thực đến hừ cũng không hừ một tiếng. Tốc độ khôi phục của bất hủ ý chí vậy mà nhanh hơn mấy phần so với tốc độ hủy diệt của tịch diệt kiếm đạo ý chí. Theo ánh sáng màu xám phát ra, tịch diệt kiếm đạo ý chí kia rốt cuộc không mảy may đả thương được Tiêu Phàm, ngược lại còn bị bất hủ ý chí hấp thu. Bên ngoài thân thể Tiêu Phàm, ánh sáng màu xám kia vậy mà ngưng tụ thành vô số âm dương thái cực đồ cỡ nhỏ, đang vận chuyển theo một loại góc độ quỷ dị. Giờ khắc này, Tiêu Phàm phảng phất thần minh, lặng lặng nhìn tất cả bốn phía, tựa như hắn chỉ là một người đứng xem. Tịch diệt ý chí, vẻn vẹn đại biểu cho tử vong, bất hủ ý chí lại đại biểu cho sinh tử, cả hai lập tức phân cao thấp. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nét cười. Thần sắc lập tức lại trở nên ngưng trọng mấy phần, có điều nói đi cũng phải nói lại, Diệp Trường Sinh đối với lĩnh ngộ ý chí, người thường cũng khó mà so sánh, hơn nữa kiếm đạo phi phàm, cường đại hơn quá nhiều so với Chỉ Thu Tuyết. Mặc dù Chỉ Thu Tuyết là một trong những người sử dụng kiếm cường đại nhất mà Tiêu Phàm hắn gặp qua, nhưng mà so sánh cùng Diệp Trường Sinh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù là Tiêu Phàm cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng Diệp Trường Sinh, chỉ có điều là hắn lĩnh ngộ ý chí càng huyền diệu thêm mấy phần mà thôi. Theo hấp thu bất hủ ý chí, kiếm khí hình cầu màu đen chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lập tức lộ ra bóng dáng Tiêu Phàm. Không chết, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, căn bản là không bị hề hấn gì. Diệp Trường Sinh cau mày, một kích này, đã là một trong những chiến kỹ cường đại nhất của hắn, vậy mà cũng không giết chết được Tiêu Phàm, muốn giết hắn, liền thực sự phiền phức. Đương nhiên, Diệp Trường Sinh vẫn tự tin, hắn nắm giữ chiến hồn bất tử điểu, muốn chết cũng khó. Diệp Trường Sinh lần nữa lấy ra bảo kiếm, chuẩn bị động thủ, nhưng mà lúc này, một đạo chớp lóe màu đen xuất hiện ở gần hắn, giơ một chuôi kiếm lớn hai trượng lên lăng không chém xuống, ngoài Tiêu Phàm còn có thể là ai? Bây giờ đến lượt ta. Thanh âm Tiêu Phàm cười tà vang lên, hắn không phải người bị động chỉ biết bị đánh, dù đối thủ của hắn là Diệp Trường Sinh, hắn cũng có thể chủ động công kích. Phanh 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 phanh, từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên, chấn động làm đau màng nhĩ tu sĩ. Hai đạo chớp lóe bay vụt tại hư không giống như bị vỡ nát, từng vòng sáng đang không ngừng khuếch tán. Tu sĩ ở đây, đã không có mấy người có thể bắt được bóng dáng hai người. Thật sự là hai người quá nhanh, nhanh đến mức chiến đế cảnh đỉnh phong cũng không bì được. Răng rác, lúc lâu sau, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, đó là thanh âm hồn binh vỡ vụn, thân ảnh hai người vừa chạm vào nhau liền tức khắc tách ra. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, cửu phẩm hồn binh trong tay hai người vậy mà tất cả đều vỡ nát, bàn thạch thánh kiếm cùng tịch diệt kiếm chỉ còn lại cái tay cầm, thân kiếm hóa thành vô số mảnh vụn bay về bốn phương tám hướng. Cửu phẩm hồn binh cứ như vậy mà bị hủy diệt, Tô Mạch Hàn trợn tròn mắt, đây chính là cửu phẩm hồn binh, dù là chiến thánh cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy diệt, lại bị hai tu sĩ chiến đế hủy diệt. Đương nhiên, cửu phẩm hồn binh có cường giả chiến thánh bảo hộ, cũng không thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy, quan trọng nhất là bởi vì hai người Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh cơ hồ dùng lực mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bàn thạch thánh kiếm của ta, Độc Cô Trường Phong lòng đang rỉ máu. Đây chính là bội kiếm của hắn, vốn dĩ còn muốn đoạt lại từ trên người Tiêu Phàm, đâu nghĩ đến vậy mà không còn nữa rồi. Độc Cô Trường Phong nắm đấm vang lên kèn kẹt, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ta nhất định phải giết ngươi. Oanh, trong hư không, Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh hai người lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Không còn cửu phẩm hồn binh, hai người trực tiếp dùng cơ thể để đấu. Hồn lực thủy triều quay cuồng, quyền cương hai người va chạm kịch liệt. Từng quyền trông thấy thịt, từng chiêu trông thấy máu. Sức mạnh thân thể của Diệp Trường Sinh cũng mạnh như vậy. Úy Chỉ Chiều Giải kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên không trung. Vốn dĩ hắn coi là cũng chỉ có thân thể của Chiến Thiên Long cùng Lôi Hạo mới so sánh được với hắn, bây giờ có thêm một cái Tiêu Phàm còn không nói, lại có thêm cả một cái Diệp Trường Sinh. Phốc, Diệp Trường Sinh dùng một quyền nện ở trên lồng ngực Tiêu Phàm. Trong miệng Tiêu Phàm máu tươi cuồng phún. Toàn bộ thân thể đều lõm xuống,
dù hắn nắm giữ bất diệt kim thân, vết thương cũng không hề nhẹ. Thân thể hắn bay ngược ra phía sau, có điều thời khắc thân thể nghiêng đi kia, một cước bá đạo trực tiếp đá vào phía trên cằm Diệp Trường Sinh. Răng rắc một tiếng, cằm Diệp Trường Sinh vỡ vụn, đầu óc mông lung không rõ, một lát sau mới tỉnh táo lại. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, đã quên bây giờ còn đang ở Nam vực Đại Bỉ, chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết, liều mạng tranh đấu. Đám người nhìn mà kinh hồn khiếp đảm, tê cả da đầu. Hai người này, đã cơ hồ đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi vô song thánh thành. Bọn hắn có thể thấy được trận chiến đấu thế này, chuyến đi này thật không tệ. Trận chiến đấu này dòng dã kéo dài một canh giờ, lúc này hai người mới tách ra. Toàn thân Tiêu Phàm nhuốm máu, nhiều chỗ vết thương sâu nhìn thấy xương, mặt mũi bầm dập, hai mắt đều bị mí mắt đẫm máu che khuất. Đối diện, Diệp Trường Sinh cũng chẳng tốt đẹp hơn, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, áo bào trắng nhuốm máu, đỏ tươi vô cùng. Từ khi sinh ra đến nay, còn không có ai bức hắn đến cấp độ như thế, Diệp Trường Sinh hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Tiếp đi. Tiêu Phàm căn bản không quan tâm thương thế của mình, bất hủ ý chí cùng bất diệt kim thân không ngừng chữa trị thân thể hắn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vết thương chồng chất, nhưng thương thế chân chính của hắn lại không nặng bằng Diệp Trường Sinh. Dù sao, bất diệt kim thân của hắn không dễ dàng bị phá như vậy. Tiếp đi, Diệp Trường Sinh không muốn lên nữa. Sở dĩ chiến đấu cùng Tiêu Phàm lâu như vậy cũng là bị Tiêu Phàm bắt buộc, mới có thể chiến đấu dã man như thế. Hít sâu một hơi, trong bàn tay Diệp Trường Sinh đột nhiên lại xuất hiện một chuôi trường kiếm, chỉ Tiêu Phàm nói, cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã đủ, ngươi chết cũng có ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, trên người Diệp Trường Sinh bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, sát ý lạnh như băng lặng yên nở rộ. Ngay sau đó, thương thế trên người hắn khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Vẻn vẹn mấy giây sau, Diệp Trường Sinh liền khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không có bất kỳ bộ dáng bị thương nào, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên là do tiêu hao hồn lực. Thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt sôi trào lên, đều là vẻ khó tin. Chiến hồn bất tử điều thật thần kỳ, thương thế nặng như vậy, chỉ một lát sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta biết rõ, Diệp Trường Sinh cố ý dùng thân thể đánh cùng Tiêu Phàm, hai người lấy phương pháp đồng quy vu tận chiến đấu. Hiện tại Tiêu Phàm khẳng định bị thương nghiêm trọng. Diệp Trường Sinh lại dựa vào chiến hồn bất tử điều khôi phục thương thế. Tiêu Phàm bây giờ đâu còn có thể là đối thủ của Diệp Trường Sinh. Đúng vậy, Diệp Trường Sinh còn ở trạng thái đỉnh phong, mà Tiêu Phàm lại kiệt lực thể suy, chắc chắn sẽ thua thôi. Đám người nhìn thấy trạng thái giờ phút này của Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt hiểu ra, không thể không nói, Diệp Trường Sinh quả thực là suy nghĩ như vậy, chính là lấy thương đổi thương, kéo đổ Tiêu Phàm. Hắn quả thực đã thành công, tất cả tiến hành theo kế hoạch của hắn, trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này đâu còn là đối thủ của hắn. Trên mặt Diệp Trường Sinh hiện lên nụ cười lạnh lẽo, từng bước một tiến đến chỗ Tiêu Phàm, khí diễm trên người không ngừng tăng lên, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Phàm. Trạng thái hiện tại của Tiêu Phàm, căn bản không tiếp nhận được khí thế trùng kích của hắn, hắn tựa như đang cố ý khiến Tiêu Phàm còn đang vượt qua trong đau khổ, trước khi chết cũng phải để Tiêu Phàm bị tra tấn. Sẽ không đơn giản như thế. Phía trên không trung, trong lòng Diệp Thệ Thủy ngưng tiếng nói, cau mày, con người gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, nếu quả thật là bất diệt kim thân, không thể nào không chịu nổi được. Tiêu Phàm nhìn Diệp Trường Sinh chậm rãi đi tới, thân sắc vô cùng bình tĩnh, hờ hững nói, thực không biết ngươi đang cao hứng cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thắng? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi bây giờ còn dựa vào cái gì để đấu tiếp? Có thể đứng vững đã vô cùng khó rồi. Diệp Trường Sinh một mặt tự tin, hồn lực hắn mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng thời gian ngắn vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng có Tiêu Phàm lại khác, vết thương chồng chất, lại tay không tấc sắt, đâu còn là đối thủ của hắn. Ha ha, dựa vào cái gì? Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đến vô song thánh thành, ta đã thấy rất nhiều người tự cao tự đại, có điều trong mắt ta, những người đó đều tự cho mình là đúng. Diệp Trường Sinh ngươi cũng vậy, buồn cười, cực kỳ nực cười. Mồm mép khéo léo, không biết sống chết. Diệp Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, sát tâm nổi lên, dù là vòng thi đấu này không cho giết người, hắn cũng không định để Tiêu Phàm sống sót.
vừa rồi ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm đáng phải chết 1.000, 1.000 lần. Không biết sống chết, ngươi nói đúng, đáng tiếc, không biết sống chết không phải ta, mà là ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng cười một tiếng, bỗng nhiên, bên ngoài thân hắn phóng ra kim sắc quang mang sáng chói. Quang mang vô cùng chói mắt, xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm. Khiến tất cả mọi người kinh dị là, thương thế bên ngoài cơ thể Tiêu Phàm vậy mà khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Tốc độ khôi phục vậy mà nhanh hơn mấy phần so với Diệp Trường Sinh. Hơn nữa, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên hồng hào, bình tĩnh như thường. Sao có thể, đám người hít một hơi lạnh, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng nắm giữ loại chiến hồn chữa trị à, tốc độ khôi phục của hắn vậy mà nhanh hơn mấy phần so với Diệp Trường Sinh. Các ngươi có phát hiện ra không, Tiêu Phàm cho đến bây giờ còn chưa thi triển ra lực lượng chiến hồn, Diệp Trường Sinh đã thi triển ra song sinh chiến hồn, nhưng vẫn không chiếm thượng phong. Lại có người kêu lên sợ hãi. Những người khác lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn làm sao không hiểu, chiến đấu trước đó, Tiêu Phàm vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Tiêu Phàm không dốc hết toàn lực chiến đấu, vẫn đánh hòa với Diệp Trường Sinh. Vậy nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, trận chiến đấu sẽ thế nào? Sắc mặt Diệp Trường Sinh ngày càng lạnh lẽo, tựa như một bàn tay Tiêu Phàm hung hăng quất vào trên mặt hắn, đau rát. Mà loại im ắng đả kích này của Tiêu Phàm, càng làm cho Diệp Trường Sinh có chút không chấp nhận được. Chiến thuật hắn tự cho là đúng, ở trong mắt Tiêu Phàm lại tựa như trò chơi của đứa trẻ ranh, Tiêu Phàm để mắt hắn, mới cùng hắn chơi lâu như vậy. Ngươi có một câu nói đúng lắm, lãng phí nhiều thời gian cùng ngươi như vậy, đã đủ, có điều ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế một cánh tay của ngươi thôi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngao một tiếng long ngâm vang lên, đỉnh đầu Tiêu Phàm, một hư ảnh hình rồng dài mười mấy trượng xuất hiện, long vĩ hoảng sợ phô thiên cái địa quét sạch ra. Xích diễm vân giao xoay quanh bên cạnh Tiêu Phàm, bảo vệ hắn ở giữa, Tiêu Phàm dường như một tuyệt thế chiến thần, quan sát Diệp Trường Sinh. Xét về khí thế, Tiêu Phàm còn cường đại hơn so với Diệp Trường Sinh mấy phần. Cửu phẩm chiến hồn xích diễm vân giao. Hắn không phải có một chiến hồn bóng đen sao? Song sinh chiến hồn, vậy mà hắn cũng là song sinh chiến hồn. Khó trách hắn biến thái như thế, vậy mà nắm giữ chiến hồn giao long, dù là vô song thánh thành cũng có rất ít người nắm giữ chiến hồn giao long a. Đám người đều bị xích diễm vân giao chiến hồn chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành vẻ kính sợ. Xem ra, ta thực sự là nhìn nhầm. Diệp Thệ Thủy nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài thật sâu, nắm giữ bất diệt kim thân chân chính, lại có song sinh chiến hồn, đoán chừng thiên tài cổ tộc mới có thiên phú dạng này. Nếu để Tiêu Phàm biết ý nghĩ trong lòng Diệp Thệ Thủy, đoán chừng sẽ cười thầm không thôi. Trong lòng Diệp Thệ Thủy có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu nói, có lẽ, ta không nên ngăn cản. Đám người bị chấn kinh không tính là gì, kinh hãi nhất lại chính là Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất. Hai người bọn hắn thế nhưng đã chân thực thấy qua U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn của Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm lại biến ra một chiến hồn khác, đây không chỉ là song sinh chiến hồn nữa, mà là tam sinh chiến hồn. Nhưng mà, có ai có thể nắm giữ tam sinh chiến hồn sao? Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất trước kia đừng nói là gặp, dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng mà bây giờ lại chân thực nhìn thấy, điều này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh. Thần sắc Diệp Trường Sinh càng thêm ngưng trọng, bộ pháp dưới chân ngừng lại, rốt cuộc không có vẻ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống nữa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Diệp Trường Sinh nói, phải rồi, quên nói cho ngươi biết, ta đùa nghịch hung ác đến mức ngay cả bản thân ta cũng thấy sợ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là trước người Diệp Trường Sinh, một quyền cương rộng lớn từ trên cao hung hăng đánh tới Diệp Trường Sinh. Giống như một tảng sao trời từ 9 tầng mây rơi đập xuống. Quyền cương bá đạo tại hư không ngưng tụ thành một đạo khí lãng hung mãnh, sinh ra một cỗ kình phong đáng sợ, rơi vào trên mặt Diệp Trường Sinh. Ầm một tiếng, Diệp Trường Sinh trực tiếp bay ngược ra, căn bản không có chút sức lực hoàn thủ nào. Không phải hắn không hoàn thủ, mà là hắn vừa chuẩn bị điều động lực lượng chiến hồn phản kích, lại phát hiện chiến hồn căn bản bất phi sở động, tựa như chiến hồn không thuộc về hắn nữa. Ngắn ngủi thất thần, quyền cương của Tiêu Phàm đã hung hăng nện ở trên mặt hắn,
máu tươi trong miệng phun ra. Oanh, Diệp Trường Sinh đập ầm ầm trên mặt đất, một tòa núi nhỏ nơi xa trực tiếp bị bắn bay, đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Phàm một cước giẫm ở hư không, một vòng sáng hồn lực từ dưới chân hắn bắn ra, hắn nhanh như là tiễn rời dây cung, trong nháy mắt bắn vào trong bụi bặm kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.